vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 13. Thiếu Hoàng, anh liên hệ thế nào rồi? Hoàng Ngọc Trân nóng lòng. Diệp Thiếu Hoàng cười gật đầu, chiều mai, vị tông sư kia sẽ tới đây. Diệp Thiếu Hoàng nội tâm cũng run lên, tên con rể của Tống gia đã trở thành cơn ác mộng đối với đại thiếu gia của Diệp gia. Sau tất cả những ngày dài chờ đợi, cuối cùng cũng có cơ hội tuyệt vời này. Liên minh quyền sư đã nhận được 50% tiền thù lao, nửa còn lại sẽ được trả hết sau khi Sở Trần bị phế bỏ, cho nên bọn họ nhất định sẽ không lưu thủ. U đúng rồi, Vinh Đông đột nhiên vỗ đùi đứng lên, kinh hô, chúng ta đều đã bỏ qua một sự kiện quan trọng. Ba người còn lại đồng thời giật mình nhìn về phía Vinh Đông. Vinh Đông lộ vẻ lo lắng không yên, chuyến đi tới Tinh Anh quyền quán lần này của Sở Trần đã được cả thành phố biết đến, tôi có chút lo lắng, Sở Trần sẽ phát hiện ra điều gì đó, hủy bỏ buổi giảng bài tại Tinh Anh quyền quán lần này, thậm chí sẽ trốn đi ngay lập tức. Nghe vậy, Tiền Bộ Thiệu cũng lo lắng, vậy thì tất cả sự chuẩn bị của chúng ta, chẳng phải đều vô ích. Diệp Thiếu Hoàng bình tĩnh phân tích nói, Tinh Anh quyền quán đã cấp thư mời, có nghĩa là Sở Trần sẽ không hủy bỏ buổi giảng bài này. Có lẽ Sở Trần quá tự tin, hắn cho rằng mình bất khả chiến bại ở Thiên Thành. Hoàng Ngọc Trân nghĩ đến hình ảnh Sở Trần đơn phương độc mã quét ngang hoàng gia, trong lòng vẫn còn nguyên sợ hãi. Hắn càng phiêu thì càng tốt. Vinh Đông nhếch miệng, thứ bảy, hãy cho hắn cảm nhận được cảm giác từ trên mây rơi xuống địa ngục là như thế nào. Có điều, để cẩn thận, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ phái người giám sát Tống gia 24 giờ, theo dõi từng hành động cử chỉ của Sở Trần. Diệp Thiếu Hoàng nói, đồng thời, thôi động một số dư luận, mở rộng tầm ảnh hưởng của sự kiện đến Tinh Anh quyền quán lần này của Sở Trần, để hắn ta. Lui không thể lui, sau một hồi cân nhắc, bốn người trong văn phòng trên khuôn mặt đều nở nụ cười hài lòng. Đang lúc tâm tình vui vẻ, khói lửa lại nghi ngút, giống như sống cõi thần tiên vậy. Bọn họ chưa bao giờ mong chờ một ngày thứ bảy đến thế. Quả thực là không có cách nào để tưởng tượng được, ngày hôm đó sẽ tuyệt vời như thế nào. Cao thủ quyền cước cấp bậc tông sư, kể cả có là thiên tài, cũng phải cần ít nhất 30 hay 40 năm khổ luyện mới có thể đạt tới cấp bậc này. Cho dù Sở Trần có luyện quyền cước từ khi lọt lòng thì cũng không thể đạt tới cấp bậc này. Chuyện này coi như đã ổn thỏa. Dù là Triệu gia hay nhóm bốn người ở khách sạn Hoàng Đình, bọn họ đều mang vẻ tự tin nhìn nhau. Sở Trần thật sự không nghĩ tới việc tới Tinh Anh quyền quán lần này, đối phương vậy mà đã chuẩn bị sẵn cao thủ võ thuật cấp bậc tông sư cho hắn. Cho dù là Tống Thu gọi điện để nhắc nhở qua, rằng có người trong bóng tối đang thao túng, muốn kiếm chuyện với hắn vào thời điểm hắn giảng dạy tại Tinh Anh quyền quán, Sở Trần cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Đây chính là kẻ tài cao, gan cũng lớn. Sở Trần thực sự tự tin rằng ở Thiền Thành, không ai thắng được hắn về công phu quyền cước. Lúc này Sở Trần đã ngồi vào ghế phụ lái, Tống Nhan lái xe thẳng đến bệnh viện. Do chuyến đi giảng dạy của Sở Trần có một loạt biến động, cho nên Tinh Anh quyền quán không đủ nhân thủ, ngay lúc Tống Thu cùng Sở Trần phân bố, nhân thủ tại bệnh viện đã giảm đi phân nửa. Sau khi Tống Thu đánh bại Triệu Sơn, cậu ta giờ đây đóng một vai trò rất quan trọng trong Tinh Anh quyền quán, rất nghiễm nhiên cậu được quán chủ gọi trở về để tham gia chuẩn bị buổi giảng bài vào thứ bảy của Sở Trần tại Tinh Anh quyền quán. Sở Trần lúc này cũng lo lắng kẻ địch trong bóng tối sẽ ra tay với Mạc Nhàn, cho nên hôm nay hắn lại tới thăm. Sau khi đến bệnh viện, Sở Trần và Tống Nhan sánh bước bên nhau. Không hổ danh là Kiều Thần Y, Tống Nhan cũng bị thuyết phục, y thuật của Kiều Thần Y thật sự cao minh. Mấy ngày nay, cô và Sở Trần đã đến thăm Mạc Nhàn mấy lần, Mạc Nhàn không chỉ tỉnh lại, trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Một tay kim châm thuật kỳ diệu của Kiều Thương Sinh đã lan truyền khắp bệnh viện này. Ông xã của em cũng rất lợi hại. Sở Trần phản bác, Tống Nhan liếc mắt nhìn hắn, bút mực thư pháp, công phu quyền cước. Thậm chí cả những thủ đoạn kỳ môn thuật mà cô không biết. Sở Trần thực sự đã thể hiện rất nhiều bản lĩnh vượt xa người thường. Tuy nhiên, nếu nói về y thuật, cô không tin Sở Trần có thể so sánh với Kiều Thần Y. Dù sao, cô là được tận mắt nhìn thấy Mạc Nhàn được Kiều Thần Y thi triển kim châm thuật, khởi tử hồi sinh. Kiều Thần Y mất chưa đầy 5 ngày để giúp Mạc Lão từ quỷ môn quan trở về, còn anh, mất 5 năm, Sở Trần, hắn là bị trấn hồn phù khóa lại 5 năm. Cái này sao có thể đánh đồng? Sở Trần hừ nhẹ, một ngày nào đó, em sẽ biết sự lợi hại của anh. Anh vẫn là nên nghĩ tìm cách đối phó với những biến cố tiềm ẩn có thể phát sinh vào ngày thứ bảy đi. Tống Nhan nói, về điểm này, Tống gia, bao gồm cả những nhà còn lại đều không thể giúp được gì, cái này chỉ có thể dựa vào chính anh.
Mà lại, vẻ mặt của Tống Nhan phảng phất sự trịnh trọng, cho dù tại đại lễ khai trương Kim Than City hót lên một tiếng làm kinh người, hay một cuộc càn quét mạnh mẽ vào hoàng gia, toàn bộ thiền thành đều biết trình độ công phu quyền cước của anh, hoàn toàn không dễ chọc, đối phương thế mà vẫn động tâm ở phương diện này, e rằng, bọn họ đã tìm được người có thể đối phó anh. Sở Trần ngạc nhiên nhìn Tống Nhan, bà xã à, anh càng ngày càng không biết em sâu cạn thế nào. Chẳng qua em hãy cứ yên tâm. Sở Trần dừng lại, tự tin cười, anh có thể ứng phó được. Tống Nhan đứng tại cửa phòng bệnh liếc mắt nhìn Sở Trần, thấy dáng vẻ Sở Trần quả thực tràn đầy tự tin, cô cũng không thèm nhắc tới chuyện này nữa. Đẩy cửa bước vào, Kiều Thương Sinh ngay lúc này vừa thu châm cho Mạc Nhàn. Sở Trần đi vào, đầu tiên hắn nhìn sang Mạc Nhàn, so với mấy ngày trước, trạng thái của Mạc Nhàn đã tốt hơn rất nhiều, hiện tại đã có thể ngồi dậy nói chuyện. Đã vất vả, Sở Trần nói với Kiều Thương Sinh. Sở sư thúc, Kiều Thương Sinh đứng lên với vẻ mặt cung kính. Một số người trong phòng bệnh đã quen với việc này. Mặc dù tất cả đều không biết làm thế nào mà Sở Trần lại trở thành sư thúc của Lĩnh Nam Dược Cốc trưởng lão. Mạc Vô Ưu ánh mắt nhìn Sở Trần, trong lòng không khỏi tỏa ra ánh sáng. Theo quan điểm của Vô Ưu, thân phận lớn nhất của Sở Trần chính là sư huynh của La Vân Đạo Tôn. Đã hơn một lần Vô Ưu không khỏi muốn gọi Sở Trần là sư tổ. Sở Trần, sự tình vào thứ bảy, tôi đã nghe Vô Ưu nói qua, đến lúc đó, hãy để Vô Ưu đi cùng với cậu đi. Mạc Nhàn chủ động nói. Sở Trần khẽ giật mình, vừa định từ chối, Mạc Nhàn lại tiếp tục nói, mấy ngày nay thông qua Tinh Vân Lệnh, Vô Ưu liên tiếp triệu tập mười mấy đệ tử của Tinh La Môn, đến lúc đó tất cả sẽ đi với cậu, giúp cậu trợ trận. Một vẻ nghiêm nghị hiện trên khuôn mặt của Mạc Nhàn, tôi biết thực lực của họ không thể giúp đỡ được cái gì, có điều, cả thành phố đang theo dõi sự kiện này, cậu đi một mình tới đó thì quá đơn độc, hãy để bọn họ giúp cậu trợ trận, về khí thế nhất định không thể thua. Vô Ưu cũng hiểu. Hóa ra ông nội yêu cầu mình thông qua Tinh Vân Lệnh triệu tập đệ tử, lại là để lập đội cổ động. Ta vốn là người không thích náo nhiệt, đã vậy, thứ bảy này tôi sẽ ở đây để bồi tiếp Mạc lão huynh. Kiều Thương Sinh cười một tiếng. Có Kiều Thương Sinh ở đây, sự an toàn của Mạc Nhàn cũng không phải lo lắng. Các đệ tử của Tinh La Môn đã tập hợp đông đủ, Sở Trần cũng không tiện cự tuyệt hảo ý của Mạc Nhàn. Thứ bảy, trời trong gió nhẹ. Thời gian Sở Trần dậy ở Tinh Anh Quyền Quán được ấn định vào lúc 4 giờ chiều. Đối với các Tinh Anh Quyền Quán mà nói, nó còn hoành tráng hơn việc tổ chức một trận đấu lớn. Ngay từ sáng sớm, tất cả mọi người trong quyền quán đều mặc trang phục luyện tập màu trắng chỉnh tề, tinh thần phấn chấn, chuẩn bị các hạng mục công việc. Ngay lối vào của Tinh Anh Quyền Quán có một mảnh đất trống trải, một cái lều lớn được dựng lên tạm thời, ở đó kê bàn ghế đặt trà bánh để giải khát. Sự thật đã chứng minh cái lều lớn này có tác dụng cực lớn. Từ giữa trưa, mọi người đã lần lượt kéo đến, hầu hết những người này không có thư mời, chỉ muốn đến tham gia náo nhiệt, những người này được an bài tại lều lớn, trà bánh được cung cấp đầy đủ, Tinh Anh Quyền Quán cũng đã mời một số nữ tiếp viên đến phục vụ bưng bê trà bánh. Đãi ngộ như vậy, rất khó để người ta có thể gây chuyện. Những đệ tử của các quyền quán lớn tay cầm thư mời, lần lượt vào sân. Những người ngồi dưới lều cắn hạt dưa nhìn chằm chằm vào tất cả những người đến. Các người đoán xem, Hắc Diệu Quyền Quán, sẽ có ai đến không? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Ha ha, toàn bộ thiền thành đều biết Sở Trần đại náo hoàng gia, như chỗ không người, như là tát vào mặt hoàng gia vậy. Nếu hôm nay hoàng gia cử người đến, chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Ôi trời, thật sự vậy mà đến rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhiều người ở lều lớn nhao nhao đứng lên, ghé mắt nhìn sang. Từng người một, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Hoàng gia thất tướng, bảy vị trụ cột của hoàng gia đều cùng đến. Ánh mắt của nhiều người chợt hiện lên một tia điên cuồng, tim không khỏi đập dữ dội. Có nghĩa là, hôm nay chắc chắn có đại sự phát sinh. Hoàng gia sẽ phản kích Sở Trần như thế nào? Hoàng gia thất tướng xuất hiện, toàn trường trở lên náo loạn. Đi theo hoàng gia thất tướng. Còn có một số con cháu của hoàng gia, cũng như một vài gương mặt xa lạ. Tổng cộng có 20 người. Trong số các thư mời do Tinh Anh Quyền Quán phát ra, số lượng lớn nhất là 20 tấm. Hoàng gia, liền một tấm cũng không để lãng phí. Chắc chắn sẽ có trò hay để xem dối. Hoàng gia thất tướng cùng nhau xuất hiện, bọn họ nhất định đã có chiến lược vẹn toàn để đối phó với Sở Trần. Nói đến, hoàng gia cũng quá là uất ức, đường đường là thiền thành đệ nhất hào môn. Vậy mà bị Sở Trần một hai ra vào như chỗ không người. Trong khi đám người bàn tán,
đoàn người của hoàng gia tay cầm thư mời đã tiến vào tinh anh quyền quán. Quyền quán của các nhà còn lại cũng lần lượt trình diện. 3 giờ chiều, sân luyện công của tinh anh quyền quán đã bày biện đầy ghế xung quanh. Thậm chí, có một số người không có chỗ ngồi đã ngồi thẳng xuống đất. Chuyến đi đến tinh anh quyền quán của Sở Trần dường như đột nhiên trở thành chuyến đi dạy toàn bộ quyền quán thiền thành của Sở Trần. Ở một trong những khu vực này, có những đệ tử của tinh anh quyền quán, họ mặc đồng phục tập luyện màu trắng, nét mặt tập trung, tinh thần phấn chấn. Bọn họ là chủ nhà, thế nên khí thế không thể để thua được. Bây giờ thân phận của Tống Thu tương đương với thủ tịch đại đệ tử của tinh anh quyền quán, đứng ở hàng đầu trong đội. Tất cả các sư phụ của tinh anh quyền quán, cũng như quán chủ Hồng Nhật Cương, đều đã đến đông đủ. Giờ dậy chính thức của Sở Trần là 4 giờ chiều. Anh rể chắc khoảng 3 giờ rưỡi sẽ đến. Tống Thu đặt điện thoại xuống, nói một tiếng với Hồng Nhật Cương. Hồng Nhật Cương gật đầu. Đột nhiên có một sự náo động trong đám đông. Những đệ tử của tinh anh quyền quán nhìn sang, trong mắt lập toát ra vẻ phẫn nộ. Người của Triệu gia đã đến. Một trong số họ, Triệu Sơn, người từng ngang ngược càn rỡ tại tinh anh quyền quán. Như thể cảm nhận được ánh mắt giận dữ của tất cả mọi người trong tinh anh quyền quán, Triệu Sơn liếc nhìn về hướng này, bật cười một tiếng. Thần sắc lộ vẻ khinh thường, Tống Thu sắc mặt ảm đạm, vô ý thức siết chặt hai tay. Quán chủ, Triệu gia, Hoàng gia, Diệp gia, một võ sư trung niên thì thầm vào tai Hồng Nhật Cương, có một số gương mặt mới trong quyền quán các nhà, mà lại, nhìn có vẻ như tất cả đều là người luyện võ. Hồng Nhật Cương khẽ gật đầu, loại tình huống này, ông đã dự kiến được, ông tin rằng Sở Trần cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng mà, Sở Trần đã đưa ra quyết định dứt khoát. Chuyến đi giảng bài vẫn diễn ra như dự kiến. Tất cả những gì họ phải làm là duy trì trật tự trong quyền quán, sau đó rửa mắt mà chờ. Hoàng gia, Hoàng Tú Tú ánh mắt phức tạp đảo quanh quyền quán. Khi Sở Trần xông vào Hoàng gia lần thứ hai, anh ta đã đích thân nói với Hoàng Ngọc Hải rằng không nên tham dự vào. Sự thật cũng đã chứng minh, dưới thủ đoạn của Sở Trần, Hoàng gia hiện đang phải đối mặt với một cơn bão lớn. Ca đã gọi điện lại, nói đã thành công trở lại sư môn. Thế nhưng, đó cũng là do lời nói của Sở Trần. Hoàng Tú Tú không khỏi thấp giọng, cha, hôm nay chúng ta đến đây có thích hợp không? Hoàng Lân nhìn Hoàng Tú Tú một chút, khẽ lắc đầu ý bảo cô đừng nói. Tình hình hiện tại của Hoàng gia, cho dù ông ta không có ý định trở thành kẻ thù của Sở Trần, thì nhất định cũng phải đi theo. Cùng ngày hôm đó, Hoàng Dương đem những lời của Ninh Tử Châu nói lại với Hoàng gia, từ trên xuống dưới người của Hoàng gia vô cùng tức giận. Cuối cùng, Hoàng Lân cho rằng, có thể xem xét một chút yêu cầu của Ninh Tử Châu, ngay lập tức ông ta đã bị chỉ trích. Hoàng gia có thể đổ xuống, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận sự sỉ nhục như vậy. Hoàng Ngọc Trân mang tin tức về việc anh ta sẽ liên thủ với đám người Diệp Thiếu Hoàng, đồng thời xuất tiền để mời một tông sư của Liên minh Quyền sư nhằm đánh bại Sở Trần, dẫm dưới chân, trong chuyến đi giảng dạy lần này của Sở Trần tại Tinh Anh Quyền quán. Đó chắc chắn một tin cực tốt, chỉ cần Sở Trần ngã xuống, Tống gia liền không đáng nhắc tới. Tin tức tốt không chỉ có một. Trong đội ngũ Hoàng gia hôm nay, có hai người thuộc Thanh Dương Phái, một người trong đó, Thanh Dương Phái, sư phụ của Hoàng Ngọc Hằng, Mai Lâm Trưởng Lão. Sau khi biết tin Hoàng Ngọc Hằng bị thương, Mai Lâm Trưởng Lão đã đến ngay lập tức. Sáng nay, ngay khi vừa mới xuống máy bay, ông ta còn chưa kịp tới thăm Hoàng Ngọc Hằng, Mai Lâm Trưởng Lão đã được Hoàng Vũ mời cùng đến Tinh Anh Quyền quán. Hai tin vui này giúp Hoàng gia có đủ tự tin để có thể đối phó với Sở Trần về mặt công phu quyền cước. Mai Lâm Trưởng Lão ngồi bên cạnh Hoàng Vũ, nhìn lên và quét toàn trường, còn chưa tới. Tên Sở Trần kia, tự xưng là Nam Quyền Chi Sư, chắc hẳn nội tâm đã bành trướng vô cùng. Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng nói, giờ thuyết giảng vẫn chưa tới, hắn chắc hẳn chưa thể xuất hiện sớm được. Ánh mắt của Mai Lâm Trưởng Lão lóe lên một vòng lãnh sắc. Ông vô cùng tò mò về lai lịch của người trẻ tuổi này. Có thể đánh bại đệ tử của mình, nhất định là xuất thân trong giới cổ võ. Nhưng mà hắn lại thế mà ra tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp để Hoàng Ngọc Hằng ngồi xe lăn suốt đời, hiển nhiên có đem Thanh Dương Phái để vào trong mắt. Lạc Thư Hà càng ngày càng quá phận, Mai Lâm Trưởng Lão hầm hừ, mặc dù có nhiệm vụ do ông ta giao tại Thiền Thành, nhưng theo như ông biết được từ người của Hoàng gia, Hoàng Ngọc Hằng bị đánh, Lạc Thư Hà cuối cùng ra tay cũng không địch lại. Chuyện lớn như vậy, vậy mà Lạc Thư Hà không báo cáo với hắn. Mai Lâm Trưởng Lão hạ quyết tâm, sau khi chuyện hôm nay kết thúc, những đệ tử này cần phải được chấn chỉnh lại. Mai Trưởng Lão,
Hôm nay chúng ta cũng đã chuẩn bị một quyền sư cao thủ cấp bậc tông sư, đối phó với Sở Trần, Mai trưởng lão có thể xem tốt buổi biểu diễn này. Hoàng Vũ nói, cấp bậc tông sư, đầu tiên, tâm thần của Mai Lâm trưởng lão là chấn động, sau đó ông lắc đầu cười. Quyền sư cấp bậc tông sư và cổ võ tông sư là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mai Lâm trưởng lão cũng biết tới quyền sư bậc tông sư của người bình thường, nhân vật như vậy, thực lực cũng là không yếu, cho dù là tại bên trong Thanh Dương phái, cũng có thể xem như là một cao thủ. Hơn xa mấy đệ tử của ông ta, đã có tông sư ra tay, như vậy cũng tốt, ta ngược lại muốn xem, Vô Tri Tiểu Nhi không đem Thanh Dương phái để vào trong mắt, phía sau đến tột cùng là có chỗ dựa như thế nào. Mai Lâm trưởng lão cũng chắc chắn rằng, tuổi tác của Sở Trần không thể nào chống lại được với tổng sư, cho dù đó là quyền sư bậc tông sư. Mặc kệ phía sau là ai, chuyện này, tất yếu phải đòi một câu trả lời hợp lý. Mai Lâm trưởng lão ngồi vững vàng, hai mắt nheo mắt, nhắm mắt dưỡng thần. 3 giờ 30 chiều, một chiếc ô tô từ từ dừng lại trước cổng của Tinh Anh Quyền Quán. Đôi mắt của đám người dưới lều đều tập trung hướng qua. Khoảnh khắc cửa xe được mở ra, tiếng kinh hô vang lên. Nam quyền chi sư, Sở Trần đến roi. Đến, hắn đến, Tinh Anh Quyền Quán tiếp theo chắc chắn là một trận long tranh hổ đấu. Chúng ta chắc chắn là không vào được rồi, soát phi vây bùa đi, Nam Trần chi sư Sở Trần tại Tinh Anh Quyền Quán giảng bài, chủ đề này vốn đã rất nóng, bên trong phát sinh sự tình, chúng ta không được chứng kiến, nhất định sẽ có người đăng lên. Từng ánh mắt nhìn qua, mang theo sự ao ước và đố kỵ. Bên cạnh Sở Trần là tam tiểu thư của nhà họ Tống, được mệnh danh là mỹ nhân tuyệt sắc của Thiền Thành, 5 năm đi qua, tên tuổi của tên con rể ngốc nghếch Sở Trần nổi như cồn, phần lớn chính là do nhan sắc của Tống Nhan. Sở Trần hôm nay không chỉ có tam tiểu thư nhà họ Tống hộ Tống, mặt khác còn có một thiếu nữ 16-17 tuổi xinh đẹp, toàn thân tràn đầy khí thế thanh xuân, ánh mắt lanh lợi hấp dẫn sự chú ý, có hai mỹ nhân xinh đẹp bên cạnh, càng làm cho Sở Trần được chú ý hơn. Cả ba cùng nhau bước vào Tinh Anh Quyền Quán. Trong quyền quán, có đủ loại ánh mắt nhìn sang. Mạc Vô Ưu trong lòng lo lắng, Sở Trần, chúng ta nên mang theo đệ tử của Tinh La Môn cùng tới một chỗ, tôi thấy nhiều người ở đây có ánh mắt bất thiện. Trước khi lên đường, Sở Trần để lại tất cả đệ tử của Tinh La Môn, nói rằng còn có an bài khác. Vô Ưu hiểu, Sở Trần chỉ là không muốn mang nhiều người đến đây, cũng không muốn phụ lòng tốt của ông nội. Sở Trần khẽ mỉm cười, bọn họ không đủ thực lực, liền tưởng nhìn chằm chằm có thể chừng chết chúng ta. Hai cô gái đồng thời liếc mắt nhìn Sở Trần. Trong 2 ngày qua, tôi đã kiểm tra tư liệu của các quyền quán khác nhau, còn có danh sách một số võ sư cường đại ở Thiền Thành. Tống Nhan nói, tôi vừa mới nhìn các nhà hoàng gia, Triệu gia, Diệp gia, trong đội ngũ tới đây đều có gương mặt xa lạ. Tống Nhan cau mày, đây có vẻ không phải là tin tốt gì. Vốn tưởng rằng hoàng gia sẽ làm gì đó trong chuyến đi giảng bài này của Sở Trần, nhưng không ngờ loại động tác này không chỉ có hoàng gia. Trong khoảng thời gian ngắn này, Sở Trần rốt cuộc đã gây thù với bao nhiêu người, Tống Nhan thầm tính, thời gian qua thật sự Sở Trần đã gây thù oán, quả thực không ít. Bọn họ đều là những gia đình quyền thế ở Thiền Thành. Anh rể, ở đây, Tống Thu từ xa vẫy tay với Sở Trần, nếu không phải do đông người, hắn đã sớm xông đến. Về phần Tống Nhan, chị ba của hắn, cô đã tự động bị Tống Thu làm ngơ. 3 người của Sở Trần bước lên, Tống Thu đầy Hồng Nhật Cương tới. Hồng Nhật Cương chủ động đưa tay ra, tôi là Hồng Nhật Cương, Sở sư phụ hôm nay đến Tinh Anh Quyền Quán giảng bài, đây thực sự là vinh hạnh cho Tinh Anh Quyền Quán của chúng tôi. Hồng Quán chủ, là tôi đã quấy rầy mới đúng. Sở Trần mỉm cười đưa tay, ánh mắt không quên nhìn thoáng qua vết tích ở hai chân Hồng Nhật Cương. Sở Trần thực sự không ngờ rằng một chuyến đi dạy bình thường của mình lại gây chấn động toàn thành phố. Tinh Anh Quyền Quán bị cuốn vào đó, chắc hẳn phải chịu rất nhiều áp lực. Điều này cũng cho thấy rằng thực sự có rất nhiều người ở Thiền Thành đang mong muốn mình bị đánh vào mặt. Các người, chưa chắc đạt được nguyện vọng. Sở Trần thì thào tự nói. Anh rể, Tống Thu tiến lên vài bước, thấp giọng nói, hôm nay có không ít cao thủ, không sao. Sở Trần lắc đầu, bọn họ chẳng lẽ đã mời được tông sư. Tống Thu giật mình, lập tức lắc đầu, em đã xem hình của các tông sư ở Thiền Thành, không có ai ở đây cả. Đúng 4 giờ chiều. Các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán đi ra, hướng quyền về phía Sở Trần, Sở Sư Phụ. Sở Trần đi tới, những đệ tử được lựa chọn bởi Tinh Anh Quyền Quán đều tràn đầy năng lượng, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt đầy quyết tâm. Bọn họ ít nhiều biết rằng hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra,
bọn họ không thể làm gì được, chỉ có thể duy trì sự tập trung cao độ trong quá trình giảng dạy của Sở Trần, không để Sở Trần hay Tinh Anh Quyền Quán mất mặt. Ở tất cả các hướng, từng ánh mắt đều nhìn qua. Gần như cùng một lúc, trên diễn đàn, Nam Quyền Chi Sư trực tiếp buổi giảng bài của Sở Trần tại Tinh Anh Quyền Quán. Người đăng bài này đương nhiên là đại thần diễn đàn, Gió Bắc Mùa Hè, trong một thời gian ngắn, bài đăng trực tiếp này đã được ghim trực tiếp lên đầu, độ nóng liên tục được tăng lên. Hạ Bắc đến trước khi Sở Trần đến, cách Tống Nhan không xa, Tống Nhan nhìn Hạ Bắc, cúi đầu không ngừng soạn chữ, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại ra, sau đó đưa điện thoại di động cho Mạc Vô Ưu nhìn xuống, sau đó chỉ Hạ Bắc. Trên trán Mạc Vô Ưu hiện lên một đường màu đen, vị Hạ Bắc thiếu gia này thực sự rất muốn phát sóng trực tiếp. Được rồi, dù sao thì, xét cho cùng mối quan hệ giữa Hạ Bắc và Sở Trần, anh ta hẳn phải đăng đoạn phát sóng trực tiếp này để khoe khoang Sở Trần. Tống Nhan nghĩ tới rồi nói, lúc nữa, nếu có người gây sự, Hạ Bắc nhất định sẽ đăng trên sóng trực tiếp, cứ như vậy chúng ta có thể chiếm được dư luận. Mạc Phổ Yêu gật đầu nhìn bóng lưng Sở Trần, một tia sáng lóe lên trong đáy mắt cô. Sư huynh của La Vân Đạo Tôn, chắc hẳn là rất mạnh. Phổ Yêu rất mong chờ nó. Khi Sở Trần bước ra ngoài, toàn bộ quyền quán đều trở nên yên tĩnh. Trong đám đông, không ít người đang cầm điện thoại di động, chụp ảnh và quay video. Đây đã trở thành một hoạt động bình thường. Tinh Anh Quyền Quán tự nhiên cũng không xen vào. Tôn Tiểu Nguyệt, một cô gái 20 tuổi, vừa bước vào năm thứ nhất đại học, từ nhỏ yêu thích công phu quyền cước. Cô còn có một tầng thân phận, là con gái của Tôn Siêu Lỗi, gia chủ của Tôn gia ở Thiền Thành. Vào một dịp như hôm nay, Tôn Tiểu Nguyệt đương nhiên sẽ có mặt trong đội ngũ quyền quán của Tôn gia. Ngoài công phu quyền cước, Tôn Tiểu Nguyệt còn có một sở thích, đó là phát trực tiếp. Vào những lúc bình thường, Tôn Tiểu Nguyệt sẽ phát sóng trực tiếp buổi luyện quyền hàng ngày của cô, gương mặt xinh đẹp lại thêm công phu quyền cước đã khiến Tôn Tiểu Nguyệt trở nên nổi tiếng nhất định trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Thế nhưng, Tôn Tiểu Hàn cũng không phát sóng trực tiếp một cách trắng trợn, cô lẳng lặng tìm một góc nhìn, để một tiểu huynh đệ bên cạnh cầm điện thoại di động, cô nhìn Sở Trần hết sức hứng thú. Tiểu sư đệ, buổi truyền hình trực tiếp vừa phát ra đã lập tức thu hút sự chú ý Nguyệt Nữ Hiệp hôm nay phát sóng trực tiếp muộn như vậy. Mặt trời cũng sắp lặn, bình thường đều là buổi luyện công vào buổi sáng. À, quang cảnh này, không phải là Sở Trần sao? Nguyệt Nữ Hiệp đang ở trong Tinh Anh Quyền Quán. Tôi còn đang chờ kết quả ở bên ngoài Tinh Anh Quyền Quán, không nghĩ tới Nguyệt Nữ Hiệp lại phát sóng trực tiếp, tôi yêu Nguyệt Nữ Hiệp. Trong đám fan hâm mộ của Tôn Tiểu Nguyệt, đại đa số đều là những người quan tâm đến cung phu quyền cước, cho nên đương nhiên họ cũng chú ý đến buổi giảng bài tại Tinh Anh Quyền Quán của Nam Quyền Chi Sư Sở Trần đang thu hút sự chú ý của cả thành phố. Bản thân Tôn Tiểu Nguyệt cũng không biết rằng mức độ nổi tiếng trong chương trình phát sóng trực tiếp của cô ấy lại tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Sở Trần đứng trước mặt các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán, trầm giọng giảng bài. Mọi người đều chú ý lắng nghe, trong đó có không ít lý giải về công phu quyền cước, từ miệng của Sở Trần nói ra, khiến cho không ít người có mặt đột nhiên cảm giác được đại ngộ. Tên Sở Trần này, Mai Lâm trưởng lão không khỏi ngồi thẳng, nhìn về phía Sở Trần, có điểm khác biệt, quả nhiên, hắn không phải người thường. Chỉ sau vài câu nói, Mai Lâm trưởng lão đã phải lau mắt mà nhìn. Nói nhiều cũng vô ích, Sở Trần lúc này mới bắt kết thúc việc nói, ta từ Tống Thu biết được, Tinh Anh Quyền Quán chủ yếu dạy đệ tử, đó là bộ Tinh Anh Thập Tam Quyền. Sở Trần ánh mắt quét qua, chắp tay sau lưng, bây giờ, các ngươi đem Thập Tam Quyền này dánh một lần. Tinh Anh Quyền Quán, Thập Tam Quyền, các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán xếp một phương trận, bắt đầu đánh quyền, đây là bộ quyền bắt buộc trong Tinh Anh Quyền Quán, mỗi một đệ tử đều thuộc lầu, huống chi, nhóm đệ tử này với Tống Thu cầm đầu, chính là Tinh Anh được lựa chọn từ ngàn vạn đệ tử. Động tác chỉnh tề, mạnh mẽ oai phong, các nhà quyền quán xung quanh nhìn vào tràng cảnh này, hầu hết trong số họ không thể không bày tỏ sự tán dương. Thập Tam Quyền của Tinh Anh Quyền Quán đã có danh tiếng nhất định ở Thiền Thành. Tuy nhiên, có không ít người cũng tỏ ra giễu cợt, chỉ liếc nhẹ, khóe miệng nhếch lên một tia khinh thường. Đây cũng là quyền thuật sao? Triệu gia, Cao Cao Trấn đang ngồi bên cạnh Triệu Sơn lạnh nhạt nói, người đánh bại con cũng ở trong hàng ngũ này sao? Nghe vậy, vẻ mặt Triệu Sơn xấu hổ, chỉ vào Tống Thu ở phía trước, là hắn, chỉ là đệ tử nhất thời chủ quan mới bị hắn ta đánh văng khỏi lôi đài. Con không bị hắn đánh bại, mà là bị quy tắc của lôi đài đánh bại. Triệu Sơn ánh mắt không cam lòng, nắm chặt nắm đấm. Sự xấu hổ ngày hôm đó,
hôm nay hắn nhất định sẽ cầm về. Trong các nhà quyền quán, có một bóng người, đội mũ, khuất sau lưng đội, vô cùng kín đáo. Ninh Tử Châu, rốt cuộc, anh ta không thể kìm được nội tâm sao động của mình, nghĩ trăm phương ngàn kế vụng trộm chạy tới. Là thế này sao? Ninh Tử Châu lúc này cũng có chút thất vọng. Diễn đàn đăng trực tiếp. Hiện tại, đệ tử của tinh anh quyền quán biểu diễn thập tam quyền trước mặt Sở Trần. Tiếp theo, tôi đoán rằng Sở Trần sẽ đưa ra chỉ điểm tương ứng tùy theo tình hình của từng đệ tử khác nhau. Buổi trực tiếp đã bị giảm nhiệt đi rất nhiều. Hạ Bắc sững sờ, theo lý mà nói, từ lúc đệ tử của tinh anh quyền quán bắt đầu đánh quyền, Sở Trần mới xem như chính thức bắt đầu giảng bài, lúc này, nhiệt độ làm sao lại không tăng mà lại giảm. Hạ Bắc nhìn lần lượt từng tin nhắn trả lời dưới bài đăng, cuối cùng, khuôn mặt Hạ Thiếu Gia đen lại. Nguyệt Nữ Hiệp trực tiếp buổi giảng bài của Sở Trần tại tinh anh quyền quán. Video, nếu có một video trực tiếp để xem, đương nhiên người ta sẽ lựa chọn nó thay vì đọc văn bản đăng lên như thế này. Hạ Bắc vô ý thức ngẩng đầu lên, danh tiếng của đại thần diễn đàn mà mình vất vả có được sắp bị dập tắt bởi sự xuất hiện đột ngột của Nguyệt Nữ Hiệp này. Tuy nhiên, hôm nay có quá nhiều người, trong một lúc, Hạ Bắc hoàn toàn không thể nhìn thấy người phát sóng trực tiếp. Kênh truyền hình trực tiếp của Nguyệt Nữ Hiệp, hơi nhàm chán, tràng cảnh mà tôi tưởng tượng có vẻ hơi khác một chút. Nguyệt Nữ Hiệp, hay là tắt chương trình phát sóng trực tiếp đi, tiếp tục như vậy sẽ mất người hâm mộ đó. Mưa đạn cuối cùng đến từ một người tên là Hạ Kiếm Thiếu Gia, chẳng bao lâu, các đệ tử của tinh anh quyền quán đã hoàn thành xong thập tam quyền, tất cả đều nhìn Sở Trần, chờ Sở Trần đánh giá. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, cái gọi là thập tam quyền này dường như là trò mà bọn trẻ chơi ở nhà. Siêu siêu siêu, một loạt ánh mắt lập tức chăm chú nhìn qua. Triệu Gia, Triệu Sơn, nhiều người đang buồn ngủ đột nhiên cảm thấy kích động, hai mắt phát sáng, nhìn về phía Triệu Sơn. Đến rồi, quả nhiên không ngoài dự liệu. Chuyến đi dạy học của Sở Trần, Nam Quyền Chi Sư, không thể bình yên. Triệu Sơn chính là người tấn công đầu tiên. Điều này khiến cho mọi người trong hoàng gia sửng sốt một hồi, hai mặt nhìn nhau. Cũng tốt, để Triệu Gia cân đo năng lực của Sở Trần một chút. Khóe miệng Hoàng Vũ hơi nhếch lên. Hồng Nhật Cương sắc mặt ảm đạm, hai tay nắm lấy xe lăn. Chân ông ta bị Triệu Sơn đánh gãy. Thập tam quyền là tinh túy của tinh anh quyền quán, nhưng trong mắt Triệu Sơn, chúng không đáng được nhắc đến. Ánh mắt của rất nhiều đệ tử trong tinh anh quyền quán cũng nhìn chằm chằm vào Triệu Sơn, ánh mắt phẫn nộ. Kênh truyền hình trực tiếp của Nguyệt Nữ Hiệp, Hạ Kiếm Thiếu Gia, cái quái gì vậy? Triệu Sơn lại xuất hiện, hai chân của quán chủ tinh anh quyền quán chính là bị Triệu Sơn đánh gãy. Xem ra hôm nay Triệu Sơn muốn lấy lại danh dự, có trò hay để xem. Nhiệt độ kênh trực tiếp tăng vọt trong tích tắc, Tống Nhan cũng một mực theo dõi bài đăng trực tiếp của Hạ Bắc, điều này liên quan đến định hướng của dư luận bên ngoài. Nhưng mà, tên Thiếu Gia Hạ Bắc này, hỏng rồi. Nhan tỷ, xem này. Mạc Vô Ưu đã bấm vào kênh phát sóng trực tiếp của Nguyệt Nữ Hiệp. Tống Nhan nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức biến sắc. Tại thời điểm này, số lượng người xem tại kênh sóng trực tiếp đã lên tới 2.000 người. Là ai đang phát trực tiếp? Tống Nhan cố gắng căn cứ từ góc độ của video, nhưng không tìm thấy gì. Tống Nhan đã nhấp vào trang chủ của chủ kênh. Nguyệt Nữ Hiệp là Tôn Tiểu Nguyệt, điều này không có gì là bí mật đối với người hâm mộ của cô ấy, nhưng Tống Nhan không hề biết cô ấy. Trên trang chủ của Tôn Tiểu Nguyệt cũng không có thông tin giới thiệu về danh tính của cô ấy. Nhan tỷ, cái này không phải tốt sao? Mạc Vô Ưu nói, để cho nhiều người thấy những kẻ thách thức này bị Sở Trần đánh xuống như thế nào. Nhưng, Tống Nhan chỉ muốn nói, nếu như trái lại thì sao? Chạm vào mắt Mạc Vô Ưu, Tống Nhan thấy trong mắt Mạc Vô Ưu tràn đầy tự tin. Tống Nhan sững sờ, nghĩ đến những trận chiến của Sở Trần bắt đầu từ lễ hội đoạt thanh đến hành lang bệnh viện. Sở Trần quả thực chưa từng thua. Liệu hôm nay anh ta có thua không? Tống Nhan mím môi, một lúc sau, ánh mắt kiên định mà nhìn sang. Cô đã chọn tin tưởng Sở Trần. Vô Ưu ở bên cạnh cũng đặt điện thoại xuống, có tên, Hạ Kiếm Thiếu Gia, phiền phức quá, liều mình phát mưa đạn. Lúc này, dưới ánh mắt cảnh giác của mọi người, Triệu Sơn đã đi tới trước mặt Sở Trần rồi, khóe miệng khẽ nhếch lên, chắp tay về phía Sở Trần, Sở sư phụ. Không bằng, ngài cũng đánh giá thập tam quyền của tinh anh quyền quán một chút đi. Vẻ mặt của Sở Trần rất bình tĩnh, thản nhiên nói, biểu hiện của mọi người vừa rồi đều không tệ. Không tệ, Triệu Sơn cười thành tiếng, ánh mắt khiêu khích, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Sở sư phụ, ngài đã danh xưng Nam Quyền Chi Sư, hôm nay sư phụ ta cũng ở đây,
ta đại biểu đệ tử Bắc Quyền một phái, khiêu chiến những đệ tử này của ngài. Ngay khi lời nói này rơi xuống, khán giả không thể không náo động. Triệu Sơn muốn thách đấu với các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán. Quá là khi dễ người khác, quán chủ Tinh Anh Quyền Quán không đánh được Triệu Sơn, những đệ tử này làm sao có thể làm được. Lời nói của Triệu Sơn quá âm hiểm, anh ta thẳng thừng nói rằng sư phụ của anh ta ở đó, lấy thân phận đệ tử để khiêu chiến, cứ như vậy, Sở Trần sẽ không thể ra tay. Mọi người lần lượt lắc đầu, tất cả đều biết Tống Thu đã đánh bại Triệu Sơn như thế nào. Khiêu chiến ngày hôm nay không phải là lôi đài chiến, đúng hơn, đó là chiến đấu bằng thực lực chân chính. Hồng Nhật Cương sắc mặt vô cùng ảm đạm, không khỏi khẽ run lên. Các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán ánh mắt đều phẫn nộ. Kênh truyền hình trực tiếp nổ tung, Hạ Kiếm thiếu gia, tặc tử Triệu gia, không biết xấu hổ. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Sở Trần, tất cả đều chờ đợi phản ứng của Sở Trần. Sở Trần ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười. Ta đồng toàn bộ Tinh Anh Quyền Quán rơi vào một trận tĩnh mịch. Đồng dạng, mưa đạn tại kênh trực tiếp cũng liền biến mất, ngay cả Hạ Kiếm thiếu gia, người đang trò chuyện không ngừng, cũng lập tức yên lặng. Hạ Bắc sững sờ, mục đích của Triệu Sơn rõ ràng là muốn thông qua các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán để làm mẽ mặt Sở Trần. Nhưng Sở Trần đã đồng ý. Sau sự im lặng chết chóc, có một sự náo động lớn. Sở Trần lại dám đồng ý. Hắn dựa vào cái gì? Ngay cả những đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán lúc này cũng không khỏi kinh ngạc. Bọn họ không thể đánh bại Triệu Sơn. Triệu Sơn này theo học cổ võ, đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán, Mai Lâm trưởng lão liếc nhẹ, chế nhạo, đây là Sở Trần, kẻ làm cho các người sứt đầu mẻ chán sao. Tất cả người hoàng gia đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không ai nghĩ rằng Sở Trần lại đồng ý lời thách đấu của Triệu Sơn một cách thoải mái như vậy. Tôn Tiểu Nguyệt sững sờ, hai mắt chợt sáng lên, cô chợt nghĩ tới điều gì đó. Vội vàng cầm lấy điện thoại di động trên tay tiểu sư đệ. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm, chết lặng. Gần 5.000 người, kênh phát sóng trực tiếp của Tôn Tiểu Nguyệt chưa từng có nhiều người xem như vậy. Liếc nhìn về phía trung tâm quyền quán, trong lòng Tôn Tiểu Nguyệt cảm thấy có chút bất an. Đang có rất nhiều người xem trên sóng trực tiếp, nếu Sở Trần bị người ta đánh vào mặt, mình không phải sẽ là đồng lõa sao? Số lượng người xem vẫn không ngừng tăng lên, Tôn Tiểu Nguyệt do dự một lúc. Sau đó đưa điện thoại lại cho tiểu sư đệ, nếu bên phía Sở Trần sắp bị đánh bại, hãy tắt phát sóng trực tiếp ngay lập tức. Đây là cách duy nhất Tôn Tiểu Nguyệt có thể nghĩ ra. Đã tra ra được người phát sóng trực tiếp, chính là con gái gia chủ Tôn gia, Tôn Siêu Lỗi. Tống Nhan đã nhận được tin tức rồi, sự việc đã thành thế này, đã quá muộn để ngăn cản cô ấy rồi, chỉ có thể cử người đến nhắc nhở Tôn Tiểu Nguyệt một cách bí mật. Tống Nhan ánh mắt rơi vào Tống Thu. Cô biết rằng Sở Trần dám đồng ý lời khiêu chiến của Triệu Sơn là vì anh ta đặt tất cả hy vọng đánh bại Triệu Sơn lên người Tống Thu. Tỷ tỷ, em trai tỷ có thể đánh bại Triệu Sơn không? Tiểu Vô Ưu nhìn không được hỏi. Tống Nhan cũng không biết. Ha ha ha, tiếng cười sảng khoái của Triệu Sơn vang lên, đồng thời tiến lên vài bước, ta đang chờ được lĩnh giáo cao chiêu của các ngươi. Sở Trần mỉm cười gật đầu, nói tới cũng phải cảm ơn Triệu tiên sinh, ta vốn còn đang muốn tìm người để luyện tập. Sở Trần nhìn về phía đông đảo đệ tử, trầm giọng nói, vừa rồi các bạn đánh ra thập tam quyền, xác thực rất hữu dụng, có điều, phiên bản thập tam quyền này, uy lực có một số hạn chế, hôm nay ta tới giảng bài, chủ yếu là muốn chỉ điểm cho mọi người, phiên bản mới của Tinh Anh thập tam quyền. Phiên bản mới của Tinh Anh thập tam quyền, chúng đệ tử liền choáng váng. Tống Thu, Sở Trần hét lên, Tống Thu đã lấy đà sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của Sở Trần, lập tức sải bước tiến lên. Ánh mắt đầy chiến ý nhìn chằm chằm Triệu Sơn. Nam quyền Tống Thu, vào cuộc triển lãm, chính hắn đã đánh bại Triệu Sơn, bất quá, nghe nói do hắn đánh bất ngờ Triệu Sơn, đem Triệu Sơn rơi khỏi lôi đài, Triệu Sơn vẫn luôn không phục. Hôm nay, hai người này lại đụng nhau. Triệu Sơn nhìn chằm chằm Tống Thu, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, ta cũng đoán được sẽ là ngươi. Vậy thì thế nào, Tống Thu không chút nào yếu thế, lạnh lùng đáp lại, ngươi muốn làm tổn thương người khác. Hôm nay, cũng nên phải trả giá. Một bên, trong lòng của Hồng Nhật Cương khẽ run lên. Tống Thu nói trước mặt ông rằng nếu Triệu Sơn gây rắc rối trong Tinh Anh Quyền Quán ngày hôm nay, Tống Thu sẽ bắt Triệu Sơn phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Thế nhưng, làm sao Tống Thu có thể là đối thủ của Triệu Sơn? Nội tâm của đông đảo đệ tử trong Tinh Anh Quyền Quán cũng nhíu lại, thần kinh vô cùng căng thẳng. Chỉ bằng ngươi, Triệu Sơn cười lớn. Hôm nay ta không đem ngươi dẫm trên mặt đất cầu xin tha thứ, ta, Triệu Sơn,
sẽ bỏ ra khỏi tinh anh quyền quán. Triệu Sơn trong lòng tuyệt đối tin tưởng, chỉ là một Tống Thu, sao có thể so với hắn. Ở hội triển lãm, nếu không phải có Sở Trần, hắn đã đánh Tống Thu tơi bời rồi. Nói nhiều có tác dụng gì? Tống Thu lộ ra vẻ khiêu khích, mấy ngày trước, có lẽ tôi cũng không bằng anh. Nhưng bây giờ, anh không bằng tôi, Thu ca, cố lên. Trong đám đệ tử, Chu Võ đột nhiên hét lớn. Tiểu Thu, cố gắng không được thua kém. Tống Nhan cũng động viên Tống Thu. Tống Thu gật đầu, lúc này, Triệu Sơn đã phát động tấn công trước. Song quyền mạnh mẽ, uy lực có thể làm nứt đá. Mấy ngày nay, Tống Thu mỗi ngày đều khổ luyện kỳ lân bộ pháp trên Mai Hoa Thung. Đối với việc vận dụng bộ pháp này, Sở Trần đánh giá là đã thực sự nhập môn dễ dàng né tránh thế công của Triệu Sơn. Phía sau liền có một tràng pháo tay vang dội từ đám đệ tử của tinh anh quyền quán. Tất cả đều động viên cho Tống Thu. Đừng có quá để ý việc cổ vũ, hãy chú ý đến những đường quyền của Tống Thu. Giọng nói của Sở Trần vang lên bên tai của chúng đệ tử, đó chính là phiên bản mới của tinh anh thập tam quyền mà ta muốn dạy cho mọi người. Lời nói của Sở Trần rơi xuống, các đệ tử của tinh anh quyền quán lập tức nghiêm túc theo dõi. Triệu Sơn trong mắt lóe lên tia tức giận. Ý của Sở Trần thực sự đem hắn ra để luyện tập. Đây là cỡ nào xem thường hắn. Triệu Sơn dốc toàn lực, nhưng lúc này Tống Thu không tiếp tục né tránh, trong mắt hiện lên chiến ý, tung quyền lao về phía trước. Phiên bản mới của tinh anh thập tam quyền, đôi mắt của chúng đệ tử trong tinh anh quyền quán không khỏi sáng lên. Bọn họ có thể thấy, vào lúc này, Tống Thu đang sử dụng thập tam quyền. Nhưng trong đó có một số biến động vi diệu. Chính những biến động này đã khiến uy lực của tinh anh thập tam quyền có một bước nhảy vọt về chất. Nếu như bộ quyền này thực sự được cậy ta cải tiến, không thể không nói, thiên phú cổ võ của kẻ này thật sự rất kinh người. Mai Lâm trưởng lão ánh mắt khẽ híp lại, thập tam quyền đã được cải tiến, lại có quyền pháp cổ võ vận dụng, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Mai Lâm trưởng lão bắt đầu suy nghĩ về thân phận của Sở Trần. Kênh phát sóng trực tiếp, một trận chiến như vậy tự nhiên rất náo nhiệt. Hạ Kiếm thiếu gia, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để tung hô Sở Trần, các người nhìn xem, đây chính là thực lực của Nam Quyền Chi Sư. Tống Thu mới học được bao lâu chứ? Liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong trận chiến hôm nay Triệu Sơn chưa chắc đã là đối thủ của Tống Thu, chậc chậc, đại đệ tử thủ tịch của Nam Quyền Chi Sư, thực lực thật khủng bố. Tống Thu ra quyền càng lúc càng mạnh, thập tam quyền mà Sở Trần cải tiến, không chỉ có biến hóa tinh tế trong chiêu thức, mà ở phương diện tốc độ, cũng gia tăng đáng kể. Quyền phong vù vù, buộc Triệu Sơn phải liên tiếp lui về sau, trước khi trận chiến này bắt đầu, không ai có thể đoán được rằng sự tình nó sẽ như thế này. Chính như Tống Thu đã nói, vài ngày trước, anh ta không bằng Triệu Sơn, nhưng hiện tại, Triệu Sơn không bằng anh ta. Tống Thu thể hiện ra thực lực có thể nghiền nát Triệu Sơn. Làm sao có thể, rất nhiều nghi vấn hiện lên trong đầu nhiều người. Sự quật khởi mạnh mẽ của Tống Thu dường như là điều không thể ngăn cản. Tỷ, em trai của tỷ đã không làm mọi người thất vọng. Lúc này Vô Ưu cũng có thể đưa ra phán đoán về kết quả cuối cùng của trận chiến này. Tống Nhan cũng khẽ cười, trong lòng buông xuống tảng đá lớn, người em trai này rất là làm ấm lòng người. Tinh anh thập tam quyền phiên bản mới, chiêu thứ 7. Trong tinh anh quyền quán, giọng nói của Sở Trần vang lên. Dùng trận chiến giữa Tống Thu và Triệu Sơn. Một trận hiện trường dạy học được triển khai. Các đệ tử của tinh anh quyền quán chăm chú quan sát. Tất cả bọn họ đều biết thập tam quyền, càng thêm dễ hiểu hơn là vào lúc này Tống Thu thi triển ra phiên bản mới của tinh anh thập tam quyền. Ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Đối thủ của Tống Thu còn là Triệu Sơn. Cách đây một thời gian, Bắc quyền Triệu Sơn đã càn quét ngang các quyền quán lớn ở Thiền Thành, thực lực của hắn, không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, dưới phiên bản mới của tinh anh thập tam quyền của Tống Thu, Triệu Sơn đã liên tục bại lui, không còn sức để chống đỡ. Điều này có nghĩa là, dưới sự cải tiến của Sở Trần, sức mạnh của tinh anh thập tam quyền phiên bản mới, uy lực bạo tăng. Chỉ xét riêng bộ quyền pháp này, anh ta đã xứng với danh hiệu Nam Quyền Chi Sư. Triệu Sơn nghĩ đứng ra để nhục nhã Sở Trần, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thực lực Tống Thu bây giờ, cho dù là mặt đối mặt thực chiến, cũng có thể đem hắn đánh bại. Tống Thu có phải là khắc tinh của Triệu Sơn không? Nghe nói Triệu Sơn đã đi phương Bắc bái sư nhiều năm nay mới trở về nhà, hai lần hắn ta bị đánh bại, đều là bởi Tống Thu. Tinh anh thập tam quyền, chiêu thử 10. Giọng nói của Sở Trần vẫn bình tĩnh và điềm đạm, không có một chút sao động. Tống Thu lực áp Triệu Sơn, một màn này đối với Sở Trần xem ra không đáng để vui vẻ chút nào.
Những ngày này, sự tiến bộ của Tống Thu là điều mà Sở Trần đã nhìn thấy. Hắn không lo lắng chút nào rằng, Triệu Sơn có thể đánh bại Tống Thu. Một trận khiêu khích, bị Sở Trần cưỡng chế thành một trận dạy học. Cả đám người choáng váng. Trong đội ngũ Triệu gia, sắc mặt của Triệu Tín Nhiên đen lại, thân thể khẽ run lên. Để Triệu Sơn đi khiêu khích các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán chỉ là bước đầu tiên để họ hạ nhục Sở Trần. Sau khi Triệu Sơn chiến thắng, sư phụ của anh ta là Cao Cao Trấn sẽ ra tay ngay lập tức và dạy cho Sở Trần một bài học. Để cho Sở Trần bị đánh bại hoàn toàn ở đây. Thật không nghĩ đến, trước các quyền quán lớn của toàn thành phố, Sở Trần lại sử dụng Triệu Sơn làm đối tượng để bồi luyện, nhân cơ hội này để dạy cho các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán cái gọi là phiên bản mới của Thập Tam Quyền. Vừa đạt được mục đích dạy học, sau khi Triệu Sơn chiến thắng, sư phụ của anh ta là Cao Cao Trấn sẽ ra tay ngay lập tức và dạy cho Sở Trần một bài học. Để cho Sở Trần bị đánh bại hoàn toàn ở đây, thật không nghĩ đến, trước các quyền quán lớn của toàn thành phố, Sở Trần lại sử dụng Triệu Sơn làm đối tượng để bồi luyện, nhân cơ hội này để dạy cho các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán cái gọi là phiên bản mới của Thập Tam Quyền. Vừa đạt được mục đích dạy học, hắn cũng làm cho Triệu Sơn bị sỉ nhục nặng nề. Tống Thu đã thực hiện phiên bản mới của Tinh Anh Thập Tam Quyền hai lần, cuối cùng dùng một quyền đem Triệu Sơn đánh lui. Triệu Sơn nặng nề ngã xuống đất, nhất thời không đứng dậy nổi. Các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán ngay lập tức bùng nổ với sự cổ vũ vô cùng phấn khích. Thu ca uy vũ, Thu ca quá lợi hại. Triệu Sơn là cái thá gì, liền một chiêu cũng không thể phản kích. Lúc này, Tống Thu một lần nữa trở thành anh hùng của Tinh Anh Quyền Quán. Trong Tinh Anh Quyền Quán, đại diện của các quyền quán khác nhau ở Thiền Thành đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Phiên bản mới của Tinh Anh Thập Tam Quyền này quá mạnh, rất thích hợp cho việc dạy tại các quyền quán. Bọn họ có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, sẽ có bao nhiêu người muốn đến Tinh Anh Quyền Quán để bái học. Không còn nghi ngờ gì nữa, trận chiến của Tống Thu đủ để khiến Tinh Anh Quyền Quán có tiềm năng trở thành quyền quán hạng nhất ở Thiền Thành. Trong đám đông, Ninh Tử Châu, người đang đội mũ, không giấu được vẻ kinh ngạc. Tên họ Sở kia, thật sự có khả năng hóa mục nát thành thần kỳ sao? Kênh truyền hình trực tiếp, Hạ Kiếm Thiếu Gia, các người có nhìn thấy không? Đây là khả năng biến mục nát thành thần kỳ của Nam Quyền Chi Sư. Tôn Tiểu Nguyệt liếc nhìn số lượng người xem buổi phát sóng trực tiếp, con số này đã lên đến gần 7.000 người. Trên màn hình điện thoại di động, dòng chữ Nam Quyền Chi Sư liên tục hiện ra. Tôn Tiểu Nguyệt ánh mắt rơi vào trên người Sở Trần, trong mắt không khỏi phát sáng. Không biết Sở sư phụ có còn thu nhận đệ tử không? Khắp các nhà quyền quán vang lên tiếng thảo luận, những thanh âm này vang bên tai Triệu Sơn, vô cùng chói tai. Hắn ta phảng phất nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười, đang hướng về hắn, cười mỉa mai. Cười hắn không biết tự lượng sức mình, cười nhạo hắn trông như thằng hề, khi Sở Trần đang dạy học, hắn chủ động chạy tới chịu nhục nhã. Triệu Sơn hai mắt càng ngày càng đỏ, hô hấp cũng trở nên có chút gấp rút, đột nhiên Triệu Sơn gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên đứng lên, trong lòng bàn tay bỗng có một con dao găm sắc bén, hướng về phía Tống Thu đâm tới. Sở Trần nhìn nó, căn bản không cần nhắc nhở, Tống Thu vốn vẫn nhìn chằm chằm Triệu Sơn. Kỳ lân say rượu, bộ pháp thi triển, Tống Thu bất ngờ tung quyền, đánh vào ngực Triệu Sơn. Triệu Sơn hét lên một tiếng, nhưng con dao găm trong tay vẫn muốn đâm xuống. Tống Thu hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh trúng cổ tay của Triệu Sơn, khi con dao găm rơi xuống, Tống Thu vung chân lên. Dừng tay, xa xa có một tiếng thét như lôi đình, thân hình của Tống Thu hơi khựng lại, nhưng lúc này ánh mắt cậu chạm vào đôi chân của quán chủ Hồng Nhật Cương, người đang ngồi trên xe lăn. Đôi mắt của Tống Thu thể hiện sự kiên định, không có thu chân, cậu ta đã đánh mạnh vào bắp chân của Triệu Sơn. Một âm thanh, kẹt, rõ ràng không gì sánh được vang vọng khắp không gian Tinh Anh Quyền Quán cùng với đó là tiếng hét chói tai của Triệu Sơn. Cái giá phải trả của Triệu Sơn, tiếng kêu răng rắc cùng với cơn đau nhói truyền tới tim trực tiếp khiến Triệu Sơn ngất đi. Đội ngũ Triệu gia gần như đồng thời đứng lên, đi về hướng này. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong Tinh Anh Quyền Quán cũng tụ tập lại, cùng đối đầu với Triệu gia. Các ngươi muốn làm gì? Thua không chịu nhận sao? Chu Võ Dũng khí so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, trực tiếp hét lên. Tất nhiên, cũng là ỷ vào lợi thế sân nhà. Vẻ mặt của Triệu Tín Nhiên u ám, hắn ra hiệu vài đệ tử Triệu gia khiêng Triệu Sơn đi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Thu, luận bàn võ thuật, nhất định phải ra tay nặng thế sao? Triệu tiên sinh, đúng lúc này, Sở Trần đi tới, anh ta bước tới đứng trước mặt Tống Thu,
cầm con dao găm mà Triệu Sơn vừa cầm trong tay, ý ngài là, con dao găm này không đủ nặng sao? Nam quyền chi sư, Sở Trần, Cao Cao Trấn sải bước đi ra ngoài, trong mắt hiện lên một tia tức giận, hắn chế nhạo, Triệu Sơn là đồ đệ của ta, nếu là ngươi dạy ra đệ tử đánh bại đệ tử của ta, như vậy, nói nhiều cũng vô dụng, lão phu khiêu chiến ngươi, dám tiếp không? Ngay khi lời nói này rơi xuống, ánh mắt của rất nhiều người đổ dồn về phía Cao Cao Trấn. Sư phụ của Triệu Sơn, ngươi là ai, liền danh tự cũng không dám báo sao? Tống Thu nhướng mày, lớn tiếng nói. Cao Cao Trấn hử lạnh một tiếng, ỏ vẻ kiêu ngạo, Bắc quyền một phái, Cao Cao Trấn. Vừa nói xong, Tống Thu liền nhìn Sở Trần. Cái tên này, hắn không biết, nhưng mà, Tống Thu không để ý rằng quán chủ của hắn, Hồng Nhật Cương, người đang ở cách họ không xa, sắc mặt ông ta đột ngột thay đổi. Bắc quyền tông sư, Thiết quyền Cao Cao Trấn, một đệ tử của tinh anh quyền quán đẩy Hồng Nhật Cương ra. Hồng Nhật Cương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đường đường là trưởng bối, ức hiếp tiểu bối, việc này truyền ra có phải làm nhục thanh danh Bắc quyền. Tông sư, sắc mặt của Tống Thu đại biến, cậu vẫn nhớ Sở Trần đã nói, đối phương chắc không phải sẽ mới đến tông sư chứ. Kết quả là, thật đúng đã mời. Bắc quyền tông sư, khi Hồng Nhật Cương nói những lời này, toàn bộ tinh anh quyền quán đều xôn xao. Buổi dạy học tại tinh anh quyền quán của Sở Trần vậy mà thu hút sự xuất hiện của một cường giả tông sư. Phải biết, vài ngày trước, khi Triệu Sơn đơn phương độc mã càn quét các quyền quán khác nhau ở Thiền Thành với danh nghĩa Bắc quyền, không có vị tông sư nào của Thiền Thành xuất hiện. Bởi vì bọn họ đều kiềm chế thân phận, bọn họ sẽ không dễ dàng động thủ với một tiểu bối. Dù có thắng, nó cũng không vẻ vang. Kênh phát sóng trực tiếp. Tôi đã tra được thông tin của vị cao sư phụ này, 5 năm trước ông ta đã bước vào cấp bậc tông sư, danh xưng là Thiết quyền. Bắc quyền một phái, đây là muốn khi dễ trên đầu Nam quyền chúng ta sao? Thật quá phận đi, vậy mà cậy già lên mặt, lấy lớn hiếp nhỏ. Toàn bộ kênh phát sóng trực tiếp đã nổ tung, nhất là vừa rồi chứng kiến cảnh đại đệ tử thủ tịch của Sở Trần đánh bại Triệu Sơn, quả là một hồi phấn khích. Bây giờ nhìn cảnh tông sư, bắt nạt, Sở Trần tự nhiên khiến người ta phẫn nộ. Tôn Tiểu Nguyệt liếc nhìn số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp đầy choáng váng. Hỏng, 10.000, toàn bộ người ở Thiền Thành có lẽ đang chú ý đến trận chiến này. Tôn Tiểu Nguyệt nhất thời có ý muốn tắt phát sóng trực tiếp, không đành lòng để Sở Trần bị tông sư ức hiếp dưới sự chú ý của mọi người. Nhưng mà Tôn Tiểu Nguyệt nghĩ lại, đường đường là một cao thủ cấp tông sư uy nghiêm đến đánh chết một tên tiểu bối trẻ tuổi. Cho dù Sở Trần bị đánh bại, cũng không ai có thể nghĩ rằng Sở Trần không đủ tư cách trở thành Nam quyền chi sư. Phiên bản mới của tinh anh thập tam quyền đã chứng tỏ khả năng của Sở Trần. Dùng video làm bằng chứng, để mọi người xem Bắc quyền tông sư đã bắt nạt tiểu bối của Nam quyền một cách vô liêm sỉ như thế nào. Tống Nhan và Vô Ưu cũng đứng dậy, con người đầy lo âu nhìn sang. Mặc dù Tống Nhan không biết cấp tông sư có ý nghĩa gì, nhưng từ phản ứng của Tống Thu và những người xung quanh, cô biết rằng Sở Trần đang gặp phải một thử thách thực sự. Tỷ, đừng lo lắng, Sở Trần sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Mạc Phổ Yêu nói, Mạc Phổ Yêu nhìn Sở Trần, là đệ tử của Cửu Huyền Môn, đồng thời cũng là sư huynh của La Vân Đạo Tôn. Con át chủ bài của Sở Trần nên là kỳ môn thuật. Chỉ cần Sở Trần sử dụng một chút, đối phương nhất định sẽ không thể chống đỡ. Trong tinh anh quyền quán, Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông liếc mắt nhìn nhau. Khi Triệu gia tấn công, từ lúc Triệu Sơn ra tay cho đến sự xuất hiện của Bắc quyền tông sư Cao Cao Trấn, đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng lần này, điều đó khiến bọn họ hơi khó chịu. Mình hao phí ngàn vạn tiền mời tới tông sư, vậy mà không có đất dụng võ chút nào rồi. Nhưng tiền đã được trả một nửa. Hôm nay, chỉ cần Sở Trần bị đánh tàn phế, bọn họ sẽ phải trả nửa số tiền còn lại. Cho dù Sở Trần bị Bắc quyền tông sư đánh ngã, kết quả cũng sẽ như vậy. Thực sự không thoải mái khi xem người khác biểu diễn trong khi tự mình đã trả tiền cho việc này. Lạc sư phụ, Diệp Thiếu Hoàng quyết định rất nhanh. Sở Trần hôm nay nhất định phải bị dẫm dưới chân. Tuy nhiên, người dẫm lên Sở Trần nhất định phải là người của hắn. Một người đàn ông trung niên đang nhắm mắt ngồi bên cạnh Diệp Thiếu Hoàng, mở mắt ra, ánh mắt sắc bén. Lấy tiền của người ta, trừ tai họa cho họ. Người đàn ông trung niên đứng dậy đi tới. Sự xuất hiện của hắn bất ngờ thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhìn thấy người đàn ông trung niên bước ra, Hoàng Ngọc Trân đang trong đội ngũ của Hoàng gia, mắt không khỏi sáng lên, lập tức hưng phấn nói, để con giới thiệu với mọi người, đây là Nam quyền tông sư, Lạc Tiêu. Mà lúc này,
người đàn ông trung niên cũng đi tới trước mặt Sở Trần, trên mặt mang theo nụ cười, Nam Quyền Lạc Tiêu, cũng muốn lĩnh giáo một chút Nam Quyền chi sư. Ngay khi lời nói rơi xuống, những chàng cảm thán lại vang lên. Một vị tông sư khác, Nam Quyền tông sư, Lạc Tiêu, tôi đã tra tư liệu, vị sư phụ này đến từ Bằng Thành, một nguyên lão trong liên minh quyền sư, hôm nay vậy mà xuất hiện ở đây, ông ta từ Bôn Lôi quyền quán của Diệp gia tới, xem ra là đại biểu cho Diệp gia, thách đấu Sở Trần. Hai đại tông sư, đồng thời khiêu chiến Sở Trần. Sở Trần cũng quá không may đi, đây chính là cây to đón gió sao. Lúc này, ánh mắt Cao Cao Trấn rơi vào trên người Lạc Tiêu, thì ra là Lạc sư phụ, thất kính, có điều, hôm nay đệ tử của Sở Trần đánh gãy chân đệ tử của ta, ngụm khí này, ta, sư phụ, nhất định phải tự tay đòi lại. Triệu Sơn cũng là người của Triệu gia. Lạc Tiêu lắc đầu và nói, xét đến cùng chuyện này vốn là sự tình của Nam Quyền, hôm nay Sở Trần lấy danh nghĩa Nam Quyền chi sư giảng bài. Ta thân là một thành viên của Nam Quyền, đương nhiên phải vì thanh danh Nam Quyền. Lạc Tiêu liếc nhìn Sở Trần, đừng nói là ngươi, ngay Nam Minh chi chủ cũng không dám gọi mình là Nam Quyền chi sư. Nam Minh chi chủ trong miệng Lạc Tiêu chính là liên minh quyền sư của Nam Quyền. Nam Minh thế lực khổng lồ, hắn thân là một thành viên của liên minh quyền sư Bằng Thành, chẳng qua chỉ là một cái chi nhánh. Cao Cao Trấn không hề nhượng bộ, nhẹ giọng nói, mọi việc có trước có sau. Nếu hôm nay không vì đệ tử nhận được một câu trả lời, ta uổng làm sư phụ. Lạc Tiêu cau mày, bên cạnh, Hồng Nhật Cương, người đang ngồi trên xe lăn, có vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Ở trước mặt hai tông sư, Sở Trần dường như đã trở thành một quả hồng mềm. Cả hai đang tranh nhau để bóp quả hồng mềm này. Không ai nhường ai, trong một lúc, Sở Trần đơn giản đã bị bỏ qua. Thân là quán chủ tinh anh quyền quán, Hồng Nhật Cương càng cảm thấy áy náy đối với Sở Trần. Dù sao, Sở Trần đến tinh anh quyền quán để dạy học, đồng thời còn cải tiến thập tam quyền của tinh anh quyền quán. Bây giờ, cậu ta lại bị khi dễ bởi hai tông sư. Nhưng ông, không thể làm gì. Tống Thu cũng nghiến răng nghiến lợi tức giận. Nhưng đối phương là cao thủ cấp bậc tông sư, hắn còn có thể làm gì? Trong đám đông, ánh mắt Ninh Tử Châu lộ ra vẻ đắc ý. Anh ta muốn xem tiểu tử này có thể giải quyết tình huống này như thế nào. Nhìn thấy Sở Trần sắp sụp đổ. Ninh Tử Châu trong lòng cảm thấy hưng phấn không thể giải thích được. Thấy hai người không lùi nửa bước, Sở Trần đột nhiên nói, hai vị sư phụ, ta có một đề nghị. Hai người cùng nhau nhìn về phía Sở Trần, những người còn lại trong quyền quán cũng choáng váng. Trong mắt của hầu hết mọi người, Sở Trần lúc này phải có tâm trạng vô cùng kinh hãi, chờ đợi kết tông sư phán kết quả. Hắn vậy mà thực sự chủ động nói. Khụ khụ, Sở Trần sốt sắng nói, hai vị đã tranh chấp không kết quả. Không bằng, hai người đánh một trận, ai thắng người đó định đoạt, nhân tiện cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút, trận chiến ở cấp độ tông sư, để chúng tôi lãnh hội phong thái bậc tông sư. Tất cả mọi người đều sửng sốt, thoạt nhìn, nghe rất có lý. Hai vị tông sư có thể đánh nhau được không? Rõ ràng là hai vị tông sư là vì hắn mà tới. Nói cách khác, theo cách nói của Sở Trần, trong hai tông sư này, ai thắng thì có thể đấu với hắn. Kênh phát xong trực tiếp nổ tung ngay lập tức. Ha ha ha, Sở Trần thật là kiêu ngạo. Ngay cả tông sư cũng dám trêu chọc, tâm của Sở Trần thật lớn. Sếp tôi cảm thấy Sở Trần thật sự không để hai vị tông sư này vào mắt. Lạc Tiêu nhìn chằm chằm vào Sở Trần, cười lạnh một tiếng, sau đó lùi lại một bước. Hai tông sư không thể so tài với nhau. Vậy thì, hãy để Sở Trần nếm trải mùi vị của thiết quyền đi. Người ngay lập tức có thể lãnh hội phong thái tông sư. Thấy Lạc Tiêu chủ động lùi lại, trên mặt đám người Triệu gia lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Không ai muốn chứng kiến cảnh, chém giết lẫn nhau, giữa hai đại tông sư, theo mọi người thì chỉ cần một vị đại tông sư tùy tiện ra tay cũng có thể dễ dàng đánh bại Sở Trần. Dù sao, cho dù công phu quyền cước của Sở Trần có tốt đến đâu, với độ tuổi đó thì làm sao hắn ta có thể địch nổi các vị tông sư. Theo nhận thức của hầu hết mọi người, để bước vào cấp bậc tông sư, ít nhất cũng phải từ 40 tuổi trở lên. Cao sư phụ, nhờ ngài. Triệu Tín Nhiên nhìn chằm chằm vào Sở Trần cùng Tống Thu đang bên cạnh. Sự sỉ nhục mà Triệu Sơn phải chịu ngày hôm nay, đám người trong tinh anh quyền quán này phải trả gấp bội. Bên kia, Diệp Thiếu Hoàng sắc mặt trầm xuống. Mấy người bọn họ đã trả tiền để mời Lạc Tiêu đến, đương nhiên bọn họ không muốn bị Lạc Tiêu trục lợi. Lạc Tiêu là đại diện của Bôn Lôi quyền quán nhà Diệp ra xuất chiến, bởi vì trong số những người trả tiền, Diệp Thiếu Hoàng đóng góp nhiều nhất. Việc Lạc Tiêu đánh bại Sở Trần, đối với Bôn Lôi quyền quán cũng có lợi rất nhiều.
Nhưng lúc này, Lạc Tiêu lại chủ động lùi bước, đám người Diệp Thiếu Hoàng trong lòng không thoải mái, nhưng bên ngoài thì không dám nói lời nào. Dù sao, Lạc Tiêu là một cao thủ cấp bậc tông sư, đồng thời ông ta đến từ Liên Minh Quyền Sư Bằng Thành. Hơn nữa, dưới tình huống hiện tại, Triệu gia chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Sau khi Lạc Tiêu lui về phía sau mấy bước, mọi người trong Triệu gia cũng lùi lại theo. Tất cả mọi người trong Tinh Anh Quyền Quánh đều nhìn Sở Trần đầy lo lắng. Trận chiến này là không thể tránh khỏi. Đôi mắt Tống Thu lo lắng, vừa định nói gì đó, Sở Trần đã xua tay ngăn cản, Tiểu Thu, các ngươi lui lại. Tinh Anh Quyền Quán trở nên yên tĩnh, mọi con mắt đều đổ dồn vào Sở Trần và Cao Cao Trấn. Bắc Quyền Tông Sư khiêu chiến Nam Quyền Sở Trần. Triệu Sơn, người vừa bị Tống Thu đánh gãy chân, cũng đã tỉnh dậy vào lúc này, hắn được đám người Triệu gia nhấc trở về. Hắn không muốn rời đi như thế này. Triệu Sơn muốn tận mắt chứng kiến sư phụ mình đem Sở Trần đánh ngã xuống đất, sau đó xử lý luôn cả Tống Thu, để những người này phải chịu đau đớn gấp 10 lần mình, như thế mới có thể nguôi ngoai hận thù trong hắn. Đôi mắt Triệu Sơn vô cùng lạnh lùng, cơn đau dữ dội ở chân không ngừng truyền đến. Trên kênh phát sóng trực tiếp, Sở Trần sắp xong, nghĩ không ra, cuối cùng vẫn là tông sư ra tay đối phó với Sở Trần. Hạ kiếm thiếu gia, ta nhổ vào. Đây chính là cái gọi là phong thái của Bắc Quyền Tông Sư sao? Có thắng cũng không huy hoàng gì, không chừng, hắn ta sẽ không thể đánh bại Trần Ca đâu. Trần Ca, không ai chú ý về danh xưng này khi được thốt ra. Dù sao, không ai đồng ý với nhận định này. Thiết quyền Cao Cao Trấn, uy trấn Bắc Quyền, sao có thể dễ dàng đối phó? Tống Nhan Âm thầm nắm chặt góc áo, ánh mắt không ngừng nhìn Sở Trần. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt Sở Trần vô cùng bình tĩnh. Nhìn về phía Bắc Quyền Tông Sư, đột nhiên, Sở Trần mở miệng nói với các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán, các ngươi có thể thấy rõ, Bắc Quyền Tông Sư đích thân tới đây để làm bồi luyện, cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Mọi người đều sững sờ. Tông Sư bồi luyện, từ, bồi luyện, cũng được Sở Trần nhắc đến trong trận chiến giữa Tống Thu và Triệu Sơn. Chẳng lẽ Sở Trần cũng sẽ sử dụng phiên bản mới của Tinh Anh Thập Tam Quyền trong trận chiến này? Bộ quyền pháp này có thể đối phó được với Tông sao? Đông đảo các đại diện quyền quán các nhà đều chết lặng khi nghe Sở Trần nói. Sở Trần có ý gì, trận đấu cùng tông sư này, vẫn là trong buổi dạy của hắn. Hắn cũng quá tự phụ đi. Vốn một số người còn cảm thấy vị thiết quyền này đang lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng bây giờ, bọn họ đều đã thay đổi suy nghĩ của mình. Để Sở Trần cảm nhận một chút thực lực tông sư đi. Không cảm nhận được thực lực tông sư, quả nhiên vẫn vô tri. Cái gọi là phiên bản mới của Tinh Anh Thập Tam Quyền. Cũng không huyền diệu như thế. Cao Cao Trấn hai mắt hiện lên một đạo lăng lệ, hắn tiến lên một bước, xin mời. Sở Trần gật đầu nói, mọi người nhớ kỹ, quyền pháp đã chết, người là sống. Cao Cao Trấn sửng sốt một chút, hồi lâu mới phản ứng được, đôi mắt hiện ra lửa giận. Sở Trần là đang dạy học, đối mặt với hắn, thế mà Sở Trần không giảng bài cho đám đệ tử của Ích Tinh Anh Quyền Quán. Trong chớp nhoáng, Cao Cao Trấn bỏ qua phong thái của tông sư. Hắn chủ động ra đòn. Sở Trần bước sang một bên để né tránh, đồng thời tung một quyền, một đạo quyền này hướng vào Cao Cao Trấn. Cảnh tượng này khiến đồng tử của mọi người vô ý thức đều co rút lại. Đây quả thực là Tinh Anh Thập Tam Quyền bản nâng cấp. Tống Thu mắt sáng lên ngay lập tức, trong số các đệ tử có mặt, chỉ có cậu ta là thành thạo phiên bản mới của Tinh Anh Thập Tam Quyền. Hóa ra vẫn có thể dùng quyền như thế này. Tống Thu cảm thấy nhẹ nhõm một hơi. Cao Cao Trấn có xương hào thiết quyền, hoàn toàn không phải hư danh, song quyền của hắn đánh ra, đám người trong quyền quán lúc này đều cảm nhận được quyền phong uy mãnh. Nhưng Sở Trần ngập chiêu phá chiêu, vậy mà nương theo Tinh Anh Thập Tam Quyền bản cập nhật để chặn hơn 10 chiêu thức của Cao Cao Trấn. Thập Tam Quyền, nhưng không chỉ là 13 chiêu, chân chính thành thạo một môn quyền pháp không phải là đánh ra tất cả các đòn thế của nó, mà là hiểu được bản chất của nó, ứng dụng linh hoạt nó bất cứ lúc nào. Các người hãy nhìn đi, chiêu thức của Cao Tông Sư, như chim én bay trên mây, dẫn dắt trong im lặng, nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế là lôi đình sấm sét, thật không hổ là thực lực Tông Sư. Với loại tình huống này, thập tam quyền của chúng ta, bất cứ chiêu nào cũng không có cách nào đối phó, vậy thì, chúng ta sẽ dung hợp chiêu như nhất với chiêu thứ 9 với nhau. Vừa nói xong, Sở Trần ra quyền, một quyền này như hắn nói. Dung hợp giữa chiêu đầu tiên và chiêu thứ 9 trong phiên bản mới của Tinh Anh Thập Tam Quyền. Cao Cao Trấn bị đánh lui mấy bước. Sở Trần quay đầu cười, nhìn xem, hiệu quả thật rõ rệt. Lúc này,
toàn bộ quyền quán đều rơi vào im lặng. Mọi người đều sững sờ, nhìn cảnh tượng trước mắt tất cả đều không thể tin được, tông sư ra tay, vậy mà bị Sở Trần coi như đứng lớp dạy học. Đường đường là Thiết Quyền Bắc Quyền tông sư, vậy mà bị Sở Trần nắm trong lòng bàn tay. Cao Cao Trấn thực sự rất khó chịu, mỗi lần hắn ra quyền, Sở Trần đều phân tích các chiêu thức của hắn một cách rõ ràng, chi tiết. Đồng thời, sử dụng tinh anh thập tam quyền bản cập nhật để đối phó với quyền pháp của hắn. Không có một quyền nào là ngoại lệ. Cao tông sư muốn khóc, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, một thát công phu của mình sẽ bị Sở Trần phân tích thấu. Điều quan trọng là sau một loạt những đợt công kích như vậy, hắn thậm chí còn không thể chạm vào góc quần áo của Sở Trần. Các đệ tử của tinh anh quyền quán lúc đầu rất ngạc nhiên, nhưng dần dần, nét mặt của họ trở nên phấn khích, mắt họ phát sáng, nhìn chằm chằm với vẻ kích động. Mỗi lời mà Sở Trần nói đều được bọn họ ghi nhớ trong lòng. Đây là những quyền mà ngay cả bậc tông sư cũng đối phó được. Vào lúc này, không có ai còn chất vấn về danh xưng Nam Quyền Chi Sư của Sở Trần. Sở Trần đối với sự lý giải về công phu quyền cước, đó mới là bậc tông sư. Đôi mắt của Hồng Nhật Cương cực kỳ chấn động. Các đệ tử của tinh anh quyền quán rất phấn khích, một bài giảng này, đáng giá ngàn vàng. Còn có tông sư bồi luyện, nếu là bình thường, điều này là không thể cao sư phụ đã rất vất vả, hy sinh quên mình, đây mới thực sự là phong thái của bậc tông sư. Kênh trực tiếp lập tức sôi trào. Số lượng người theo dõi buổi truyền hình trực tiếp này đã vượt mốc 20.000 người. Tông sư đến tinh anh quyền quán, triển khai khóa dạy học. Bắc quyền tông sư, xuống phía nam giảng bài. Thiết quyền trẻ sơ sinh, tinh anh khắc cốt ghi tâm. Hạ kiếm thiếu gia, đưa ra bình luận chế giễu. Rất nhiều người đều đang nhạo báng. Sâu bên trong, nhiều hơn vẫn còn sững sờ. Đường đường là Bắc quyền tông sư, thành danh đã lâu, một tay thiết quyền có thể nói danh chớ ngới quyền quán phương Bắc, giờ phút này lại bị Sở Trần đùa bỡn xoay quanh. Sở Trần không có đánh bại Cao Cao Trấn, nhưng những người sáng suốt đều biết rằng chỉ là Sở Trần không muốn đánh bại ông ta. Như Sở Trần đã nói, khó có cơ hội được tông sư bồi luyện, các đệ tử của tinh anh quyền quán lúc này trông cực kỳ phấn khích, vô ý thức nắm chặt tay. Tinh anh thập tam quyền bản cập nhật, Sở Trần đối phó với vị Bắc quyền tông sư này, anh ta đã sử dụng triệt để phiên bản mới của tinh anh thập tam quyền, đều không vượt ngoài phạm vi này. Chiêu thức biến ảo, linh hoạt, sự dung hợp hoàn mỹ giữa các chiêu thức đều phát huy sức mạnh tối đa. Điều này có nghĩa là chỉ cần bọn họ có thể lĩnh hội được hết bản chất của mơ tinh anh thập tam quyền bản cập nhật, họ đều có thể trở thành tông sư. Không, là chiến thắng tông sư. Rất nhiều đệ tử của tinh anh quyền quán háo hức muốn thử, bọn họ nóng lòng muốn học ngay phiên bản mới của tinh anh thập tam quyền. Hôm nay, chuyến đi của Sở Trần đến tinh anh quyền quán sẽ là một tài sản vô giá đối với tinh anh quyền quán. Khuôn mặt của Hồng Nhật Cương đầy phấn khích, ông cảm thấy như chân mình sắp đứng lên được. Lại nhìn Cao Tông Sư, Sở Trần dường như không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn đang nghiêm túc giảng bài. Đủ rồi, khuôn mặt của Cao Cao Trấn đầy đau khổ và tức giận, ông ta gầm lên một tiếng, thiết quyền nhướng vào mặt Sở Trần, ngậm miệng. Trước đây Cao Cao Trấn chưa bao giờ chịu khổ sở như vậy. Trước mặt bao người, bị người ta xem như là tài liệu để giảng bài. Lần đầu tiên, từ Tông Sư trở thành nghĩa xấu trước mặt Cao Cao Trấn. Vẻ mặt Sở Trần rất bình tĩnh. Lại lần nữa phá chiêu, đồng thời nói, hiện tại Cao Tông Sư làm mẫu cho chúng ta, chính là mặt trái của tài liệu giảng dạy, trong lúc giao đấu với người khác, hãy nhớ không được kiêu ngạo và nóng này, không nên làm dao động tâm trí của bản thân mình. Bằng không, mỗi chiêu đánh ra là đầy sơ hở. Các ngươi nhìn Cao Tông Sư dùng chiêu này, ta có thể, trong quyền quán, rất nhiều đại diện quyền quán các nhà đều sửng sốt. Sở Trần chỉ nói dăm ba câu. Vậy mà thực sự đã tiết lộ 5 điểm sơ hở trong chiêu thức của Cao Cao Trấn. Đường đường là một tông sư, chìm đắm mấy chục năm khổ luyện thiết quyền tuyệt học, lại bị Sở Trần phân tích thành không đáng một đồng. Cao Cao Trấn hét lên vì tức giận, Triệu Sơn ngẩn ra như phỗng. Cái này không phải là thứ mà hắn muốn thấy. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, ngay cả sư phụ cũng không thể đánh bại Sở Trần. Nhiều người nhìn Sở Trần như thể họ đang nhìn chằm chằm vào một con quái vật. Con rể nhà họ Tống. Suốt 5 năm bị coi như kẻ ngốc. Vậy mà, những ngày này, Sở Trần hết lần này đến lần khác chứng minh, 5 năm qua, hắn chỉ coi mọi người ở toàn thiền thành như đồ đần thôi. Sở Trần, Triệu Sơn chỉ vào Sở Trần, ánh mắt cực kỳ không cam tâm, tức giận sôi máu, một lần nữa lại ngất đi. Khuôn mặt của đám người Triệu gia trở nên tồi tệ, kết thúc này đối với bọn họ, như là tát vào mặt bọn họ. Vừa rồi,
hai vị tông sư còn đang tranh đoạt quả hồng mềm là Sở Trần, nhưng kết quả là Cao tông sư đã bị đùa bỡn xoay quanh. Sở Trần một quyền đánh cho Cao Cao Trấn ngã xuống đất, Cao sư phụ, đã nhường. Khoảnh khắc bị đánh bại, Cao Cao Trấn thậm chí còn cảm thấy chút được gánh nặng, không nói một lời, xoay người rời khỏi tinh anh quyền quán. Xoát xoát xoát, một giây tiếp theo, trong quyền quán, ánh mắt của mọi người đều rơi vào một vị tông sư khác. Tông sư tới từ Liên minh quyền sư Bằng Thành, Lạc Tiêu. Kênh Livestream, Hạ Kiếm thiếu gia, lần này không cần tranh, cho mời vị tông sư tiếp theo. Thái độ chỉ đơn giản là kiêu ngạo. Xem ra hôm nay Sở Trần rất có khả năng sẽ thắng liên tiếp hai vị tông sư. Sở Trần, không đúng, nên gọi là Sở Tông Sư. Tông sư còn trẻ như vậy, à, ta rất muốn có một em bé với anh ta, một pháo nổ hai lần. Đây là cái gọi là hổ lang chi tử, tinh anh quyền quán, trong đám đông. Ninh Tử Châu một hồi lâu vẫn chưa định thần lại được, ngây người nhìn tràn cảnh trước mặt. Trong quyền giới của Dương Thành, thực lực toàn diện đều vượt xa Thiền Thành, nhưng anh ta chưa từng thấy một tông sư trẻ tuổi như vậy. Cái này Sở, Ninh Tử Châu không thể tin được, vậy mà đã đạt tới trình độ tổng sư. Hắn vốn là muốn xem Sở Trần bị người ta xử lý. Bây giờ tôi chỉ có thể đặt hy vọng vào Lạc Tiêu tông sư. Vào lúc này, Diệp Thiếu Hoàng và những người khác cũng căng thẳng nhìn Lạc Tiêu. Lạc tông sư, ông ấy hẳn là mạnh hơn Cao tông sư. Vinh Đông thận trọng nói. Hoàn gia, Hoàng Ngọc Trân cau mày. Hoàng Vũ vô thức liếc nhìn Mai Lâm trưởng lão đang ngồi bên cạnh mình. Vẻ mặt của Mai Lâm trưởng lão rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, tông sư quyền giới của thế tục, đối với cổ võ đại phái của chúng ta, thực lực cũng chỉ như một đệ tử nhập môn thôi. Nghe vậy, trong lòng Hoàng Vũ đã an tâm, ngồi thẳng, chỗ dựa lớn nhất của Hoàng gia lúc này là Mai Lâm trưởng lão. Mai Lâm trưởng lão vẻ mặt bình tĩnh, mọi người trong Hoàng gia đương nhiên có thể yên tâm, trông chờ vào hành động của Mai Lâm trưởng lão. Ta không tin Sở Trần có thể liên tiếp đánh bại hai vị tông sư. Hoàng Ngọc Trân nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Trần. Lạc Tiêu đã bước lên phía trước, lúc này vẻ mặt của Lạc Tiêu không còn khinh thường nữa, ánh mắt ông ta trở nên sắc bén. Ông ta đã coi Sở Trần như một quyền thủ cùng lứa. Lạc Tiêu nhìn buổi dậy vừa rồi của Sở Trần, trong lòng cũng vô cùng sửng sốt. Ông ta tự hỏi bản thân, nếu đấu với Cao tông sư, ông ta có thể làm điều đó dễ dàng như vậy không? Bây giờ đứng trước mặt chúng ta là Lạc sư phụ tới từ Bằng Thành. Sở Trần đột nhiên nói, đám đông tiếp tục náo động, vậy mà tiếp tục lên lớp, vẻ mặt Lạc Tiêu lập tức âm trầm. Sở Trần quá kiêu ngạo, người vừa biểu diễn cho chúng ta vừa rồi là Cao tông sư của Bắc Quyền, lấy vừa làm chủ, một tay thiết quyền của Cao tông sư, giờ đây vẫn còn nguyên trong tâm trí của chúng ta. Sở Trần nói nhẹ, ánh mắt rơi xuống Lạc Tiêu, dò xét một hồi, ta đoán, vị Nam Quyền tông sư này, hẳn là dùng lực lượng một cách mềm dẻo, đối mặt với loại địch nhân này, chúng ta nên dùng thập tam quyền mới đối phó như thế nào. Các đệ tử của tinh anh quyền quán không bỏ sót một lời nào của Sở Trần. Đến giờ, bọn họ tự nhiên đều rất rõ ràng. Hôm nay cái mà chân chính mà bọn họ có được, không phải là được tông sư bồi luyện, mà là bài giảng của Sở sư phụ. Không quá lời khi nói rằng đó là một bài học thiên kim. Trong khi nói chuyện, Sở Trần và Lạc Tiêu đã bắt đầu đánh nhau. Cũng giống như đối phó với Cao Cao Trấn, Sở Trần vừa chiến đấu vừa giải thích. Ngay từ lúc giao đấu, Lạc Tiêu đã trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Tinh anh quyền quán, chỉ có giọng nói của Sở Trần vang vọng, từng chữ đều được các đệ tử của tinh anh quyền quán thuộc lòng. Phiên bản mới của tinh anh thập tam quyền sẽ trở thành một dấu ấn trong giới quyền võ Thiên Thành. Hai vị tông sư liên tiếp bị Sở Trần đánh bại bằng phiên bản mới của thập tam quyền. Nam quyền chi sư, khống thẹn với tên gọi. Khi Lạc Tiêu bị đánh bại bởi Sở Trần, toàn bộ tinh anh quyền quán ngay lập tức sôi sục. Các đệ tử của tinh anh quyền quế nhận không thể đạp nát lòng bàn tay. Bốn phương tám hướng, đại diện của các đại quyền quán, ngoại trừ một số ít có thủ oán với Sở Trần, còn lại đều bị thuyết phục. Sở sư phụ, tôi cũng muốn học bộ quyền thuật này. Tôn Tiểu Nguyệt nhịn không được hét lên. Chẳng mấy chốc, đủ loại âm thanh muốn học quyền pháp được vang lên. Ninh Tử Châu ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Trần. Hai đại tông sư đều bại trong tay hắn. Hẳn ta còn trẻ hơn mình, vậy mà là tông sư. Ninh Tử Châu cảm thấy khó tin. Ngay khi Sở Trần đánh bại Lạc Tiêu vừa rồi, trong miệng Ninh Tử Châu cũng vô thức thốt lên tiếng khen. Không hổ danh là Sở Trần A Hát. Ninh Tử Châu liếc nhìn đội ngũ Hoàng gia, lúc này mới nhếch mép cười nhạo, Hoàng gia hôm nay tự mang đá đập vào chân mình. Sau ngày hôm nay,
tên tuổi của Sở Trần sẽ càng vang dội hơn ở Thiền Thành. Còn về phần Hoàng Gia, Ninh Tử Châu trong mắt lóe lên tia lạnh lùng mãnh liệt. Ninh Tử Châu đứng dậy, chuẩn bị về sớm. Bất kể như thế nào, không thể để Sở Trần phát hiện ra hắn. Cho dù hắn có thể đánh bại Đại Tông Sư, cũng không có nghĩa, hắn có tư cách để mình gọi hắn là Sở Thúc. Ninh Tử Châu đội mũ đứng lên, im lặng quay người rời đi. Lạc Tiêu đã về với đội ngũ Diệp gia, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Vẻ mặt La Tiêu ảm đạm, hắn không ngờ lần này mình lại gặp cú ngã lớn như vậy. Lấy thân phận tông sư, tình huống vốn là lấy lớn hiếp nhỏ, vậy mà ngược lại hắn lại nhận được một bài học. Mặt mũi thể diện đã mất hết, tôi sẽ trả lại số tiền đã nhận. Lạc Tiêu nói xong, liếc nhìn Sở Trần, sau đó xoay người rời đi. Trận thua này là điều mà Lạc Tiêu sẽ không bao giờ quên. Lấy tiền của người ta, tự mình gánh chịu tai họa. Trong Tinh Anh Quyền Quán, bài giảng của Sở Trần đã tới hồi kết thúc. Các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán nhìn vào mắt Sở Trần, trong lòng càng thêm sùng bái. Mai sư phụ, Hoàng Vũ nhìn không được hô Mai Lâm trưởng lão một tiếng. Sau thất bại của hai đại tông sư, hy vọng cuối cùng chỉ có thể đặt lên vai trưởng lão Mai Lâm, vị này đến từ đại phái cổ võ chính thống, Thanh Dương Phái. Mai Lâm trưởng lão liếc nhìn điện thoại, hắn từ trước đến nay luôn thận trọng. Khi biết thân phận Sở Trần là một cổ võ giả, hắn vô ý thức muốn điều tra thân phận của Sở Trần. Mà lại, cái tên, Sở Trần, này, sau khi Mai Lâm trưởng lão lặp lại vài lần, ông liền thấy có chút quen thuộc. Dường như ông đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Mai Lâm trưởng lão nhìn không được lại gọi một cuộc điện thoại khác. Âm thanh trong điện thoại, xin chào, thuê bao vừa gọi hiện. Mai Lâm trưởng lão vô ý thức nắm chặt điện thoại. Điện thoại của Hoàng Ngọc Hằng đã tắt từ khi hắn bị phế. Về phần đám người Lạc Thư Hà, Từ Định Phú, Mai Lâm trưởng lão đã giao nhiệm vụ cho họ khi tới Thiền Thành. Một tin nhắn đã được gửi đi vào điện thoại di động của bọn họ, nhưng vẫn chưa có hồi âm, hẳn là đang bận hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tình huống trước mắt, Mai Lâm trưởng lão nhìn chằm chằm Sở Trần. Không biết, là đệ tử của môn phái nào? Mai Lâm trưởng lão đứng lên, ánh mắt hiện lên lăng lệ. Những năm gần đây Thanh Dương phái chú trọng phát triển lực lượng ở bên ngoài, mấy năm trước vô tình thu nhận Hoàng Ngọc Hằng làm đồ đệ. Mai Lâm trưởng lão cũng coi trọng thực lực tại thế tục của Hoàng gia, gia tộc đứng sau Hoàng Ngọc Hằng. Đó là lý do tại sao, ngay khi Mai Lâm trưởng lão biết Hoàng Ngọc Hằng bị thương, ông đã đích thân đến. Mai Lâm trưởng lão đi ra phía Sở Trần, nhiều cặp mắt đổ dồn vào Mai Lâm trưởng lão. Đây là ai? Ta chú ý tới người này đã lâu. Một mực ngồi cạnh Hoàng gia thất tướng, nhưng từ trước tới giờ chưa từng gặp qua người này xuất hiện trong nhà họ Hoàng. Chẳng lẽ là cao thủ được Hoàng gia mời? Đám người lại bắt đầu thảo luận, lại thêm một kẻ gây sự. Tôn Tiểu Nguyệt sửng sốt, vô ý thức liếc nhìn điện thoại di động mặt tiểu sư đệ đang cầm bên cạnh. Ngay sau khi Sở Trần đánh bại hai vị đại tông sư, số người tại kênh phát sóng trực tiếp đã đạt tới đỉnh điểm, thời gian qua dần dần tan rã. Hiện tại chỉ còn hơn 3.000 người vẫn còn trong phòng phát sóng trực tiếp. Con số này đã gấp vài lần số người xem phát sóng trực tiếp bình thường của Tôn Tiểu Nguyệt. Tuy nhiên, Tôn Tiểu Nguyệt cũng biết rằng những người còn lại, ngoại trừ một số tan ruột của cô, thì đều là ở lại để xem bài giảng của Sở Trần. Dù sao, hai trận chiến vừa rồi, Sở Trần đã thể hiện quá kinh người. Đến, vẫn còn có người khiêu chiến Sở sư phụ. Thật may là ta vẫn chậm chạp chưa đi, ta không cắt sóng, nếu không, ta đã bỏ lỡ màn biểu diễn của Sở sư phụ rồi. Phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu sôi động trở lại. Sở Trần lúc này cũng nhìn về phía người tới, liền cảm nhận được khí tức cổ võ từ đối phương, lại nhìn hướng mà hắn đi tới, Sở Trần đại khái cũng đoán được thân phận của người tới. Lão phu là Mai Lâm. Mai Lâm trưởng lão nhìn chăm chú Sở Trần. Sở Trần khẽ cười, hóa ra là Mai Lâm trưởng lão của Thanh Dương phái, thất lễ. Mai Lâm trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc. Sở Trần vậy mà lại biết thân phận của hắn. Nhưng mà, tuy rằng hắn nói thất lễ, nhưng Mai Lâm trưởng lão cảm thấy được Sở Trần không phải đang thể hiện sự tôn trọng. Thanh Dương phái, Mai Lâm trưởng lão. Mạc Vô Ưu sắc mặt biến đổi. Bên cạnh, Tống Nhan vội vàng hỏi, Vô Ưu, em biết người này không? Hắn cũng là tông sư sao? Người này là sư phụ của Hoàng Ngọc Hằng. Mạc Vô Ưu nói, còn về thực lực, Mạc Vô Ưu nghĩ tới. Sau một lúc, cô chỉ có thể nói, giống như, vị tông sư Lạc Tiêu vừa rồi, có cộng thêm 10 người như hắn, cũng sẽ không phải là đối thủ của Mai Lâm trưởng lão. Nghe vậy, sắc mặt Tống Nhan thay đổi. Một người còn mạnh hơn nhiều so với đại tông sư. Trên cả tông sư, Tống Nhan lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh,
lo lắng nhìn qua. Mai Lâm trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, khi người đánh gãy chân của Ngọc Hằng, người có biết hắn là đồ đệ của lão phu không? Sở Trần lắc đầu, ta không biết. Sở Trần chỉ biết Hoàng Ngọc Hằng đến từ Thanh Dương Phái, còn đệ tử của ai, đó không phải Vân Đê. Sở Trần biết vị Mai Lâm trưởng lão này, cũng không phải bởi vì Sở Trần để ý nhiều, mà là bởi vì Sở Trần trí nhớ quá tốt. Nhưng người chắc hẳn biết thân phận của hắn là đệ tử của Thanh Dương Phái. Mai Lâm trưởng lão cười lạnh, câu trả lời đầu của Sở Trần, điều này khiến nội tâm Mai Lâm trưởng lão thêm chắc chắn, kẻ này biết thân phận của hắn về sau, chắc chắn không dám đắc tội hắn. Điều này cũng cho thấy, môn phái đứng sau tiểu tử này không mạnh bằng Thanh Dương Phái. Một tia lo lắng trong lòng của Mai Lâm trưởng lão đã biến mất, khí thế trên người càng thêm nồng đậm, khóa chặt Sở Trần, người biết rõ hắn là đệ tử của Thanh Dương Phái, vậy mà còn dám động thủ với hắn, hậu quả. Người có gánh chịu được không hả? Mai Lâm trưởng lão đột nhiên khí thế bức người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần. Ông ta là một trưởng lão uy nghiêm của Thanh Dương Phái, màn thăm dò đơn giản vừa rồi cũng đã đầy đủ thận trọng. Theo lý mà nói, đối phó với một thanh niên chỉ mới 20 tuổi, ông ta không phải phí sức như thế. Chỉ là Mai Lâm trưởng lão luôn cảm thấy từ, Sở Trần, có chút quen tai, nhưng lại không nhớ ra được, loại ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu khiến ông ta có chút đề phòng. Sử thế chi đạo của Mai Lâm trưởng lão, chính là một từ ổn. Nếu không có hơn chín thành chắc chắn, ông ta sẽ không bao giờ ra tay. Sở Trần trước mặt, trong mắt Mai Lâm trưởng lão, chỉnh là ổn. Đại diện quyền quán các nhà không khỏi náo động, hóa ra là người tới khiêu chiến Sở sư phụ. Thanh Dương Phái, ta chưa từng nghe nói qua. Hai vị đại tông sư lần lượt bị đánh bại, vậy mà còn có người dám đi ra, xem ra thực lực của người này nhất định là trên hai vị đại tông sư. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Mai Lâm trưởng lão. Sở Trần cười nhẹ, Hoàng Ngọc Hằng đánh gãy chân bằng hữu của tôi chỉ là lấy đạo của người trả cho người mà thôi, lại có gì không chịu trách nhiệm nổi. Ánh mắt Mai Lâm của trưởng lão lóe lên một tia lạnh lùng. Ông ta nhìn chằm chằm, hóa ra đối phương không có nửa điểm để Thanh Dương Phái của hắn vào trong mắt. Quả nhiên cuống vọng, Mai Lâm trưởng lão cười lạnh, ra tay đi. Sở Trần chắp tay, người tới là khách, Mai Lâm trưởng lão, xin mời. Hãy xuất ra toàn bộ thực lực của mình, nếu không, người sẽ bị đánh bại rất khó coi. Giọng điệu của Mai Lâm trưởng lão chứa đựng sự tự tin tuyệt đối. Đội ngũ hoàng gia, đám người hoàng vũ đều đang tập trung vào lúc này, nhìn chăm chú Mai Lâm trưởng lão. Hoàng gia đình giàu có số một ở Thiên Thành. Nhưng vì lời tuyên chiến của Tống gia, giờ đây họ đang bị cuốn vào một trận chiến. Nhân vật mấu chốt ở đây, chính là Sở Trần. Chỉ có đánh bại Sở Trần hôm nay thì hoàng gia mới có cơ hội chuyển cơ. Phòng phát sóng trực tiếp của Tôn Tiểu Nguyệt. Lúc này, Tôn Tiểu Nguyệt sắc mặt thay đổi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, đã có đại thần đào ra được thông tin của Thanh Dương Phái. Đại phái cổ võ chính thống. Mai Lâm là trưởng lão của Thanh Dương Phái. Một đệ tử của đại phái cổ võ chính thống, tùy tiện đi ra ngoài, đều có tư cách mở một quyền quán. Chớ nói chi, vị mà đang đứng trước mặt Sở Trần này, là trưởng lão đại phái. Sở Trần, như thế nào lại khiêu khích một vị cao thủ cấp bậc này? Ngươi không thấy Mai Lâm trưởng lão này đi ra từ đội ngũ của hoàng gia sao? Hẳn là người của hoàng gia, mời đến xử lý Sở Trần. Thật không hổ là gia tộc giàu có số một ở Thiền Thành, ra tay cũng không tầm thường, trực tiếp mời tới trưởng lão đại phái cổ võ. Số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu tăng mạnh. Tống Nhàn ánh mắt lo lắng nhìn Sở Trần, Vô Ưu, em nói, Sở Trần lần này có thể xử lý được không? Mạc Vô Ưu nhíu mày, cô không rõ lắm. Trưởng lão của Thanh Dương Phái, thực lực hẳn là ất cường đại. So với Mai Lâm trưởng lão, Sở Trần còn quá trẻ, hơn nữa 5 năm qua, Sở chờ mất thời gian lãng phí làm con rể ngốc nghếch trong Tống gia. Anh rể, cẩn thận một chút, Tống Thu cũng cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh từ cơ thể của Mai Lâm trưởng lão, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Sở Trần bình tĩnh gật đầu, khi tất cả mọi người đều chờ đợi hai bên thi đấu, toàn bộ quyền quán trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, một âm thanh điện thoại di động lanh lảnh vang lên. Mai Lâm trưởng lão lập tức cau mày. Trước mặt mọi người, điện thoại di động của ông lại đột nhiên vang lên vào lúc này. Xem chiêu, Mai Lâm trưởng lão không để ý tới tiếng chuông điện thoại, chân đạp cửu dương bộ, đột nhiên huy quyền. Trong khoảnh khắc, giống như mặt trời chiếu chói mắt, quang mang lóa mắt vô biên, toàn thân lực lượng bộc phát. Cảnh tượng này thật rung động lòng người. Cho dù Thiền Thành, nơi võ thuật thịnh hành,
đại đa số mọi người đều chưa từng thấy loại quyền pháp cổ võ như thế này. Hạ Bác chứng kiến, khóe miệng mở ra đến cực điểm, trong đầu anh chỉ còn lại một ý nghĩ. Xong, các đệ tử của Tinh Anh quyền quán thay đổi sắc mặt, căng thẳng nhìn chằm chằm. Phòng trực tiếp nổ tung. CMN, cái này cũng quá trâu bỏ đi. Vừa ra tay liền có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố, không hổ là trưởng lão cổ võ đại phái. Đây mới thực sự là công phu hoa hạ a. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng phát hiện Sở Trần vẫn là dùng thập tam quyền phiên bản mới để đối phó, mà Sở Trần cũng đồng thời sử dụng một bộ bộ pháp. Kỳ môn càn khôn bộ, Mai Lâm trưởng lão cười lạnh nhìn chằm chằm Sở Trần, trong lòng càng thêm chắc chắn. Nguyên lại là đệ tử kỳ môn, chẳng trách không dám tiết lộ thân phận. Trong đại đa số trường hợp, đệ tử của kỳ môn không dám đắc tội khi gặp đệ tử chính phái. Mai Lâm trưởng lão một hơi tung ra 10 chiêu, phối hợp với cửu dương bộ, khí thế như hồng. Mặc dù Sở Trần đã tránh thoát được bằng càn khôn bộ, nhưng trong mắt người ngoài, Sở Trần chỉ có thể thụ động né tránh dưới áp lực mạnh mẽ của Mai Lâm trưởng lão. Điện thoại di động của Mai Lâm trưởng lão vẫn đổ chuông. Hai người va chạm một lần, sau khi lùi lại vài bước, trưởng Mai Lâm trưởng lão rốt cuộc không thể nhịn đựng được nữa, lấy điện thoại di động ra. Hắn luôn coi thường sức chiến đấu của Sở Trần, dù chỉ là âm thanh điện thoại di động, cũng không ảnh hưởng chút nào đến phát huy của hắn. Không ngờ, điện thoại lại liên tục đổ chuông. Mai Lâm trưởng lão vừa định ném điện thoại cho đám người hoàng gia, nhưng lại liếc nhìn ID người gọi, đây là đại đệ tử của hắn, Lạc Thư Hà. Mai Lâm trưởng lão trả lời điện thoại. Cuộc giao tranh tạm thời ngừng lại. Sở Trần không chủ động tấn công. Nhìn thấy cảnh này, trong Tinh Anh quyền quán lại nổi lên một trận náo động. Diệp Thiếu Hoàng trên mặt nở nụ cười, cũng có ngày Sở Trần đã bị làm nhục. Mai Lâm trưởng lão này thật sự không đem Sở Trần vào mắt chút nào. Trước tiên trả lời điện thoại, sau đó tiếp tục thu thập Sở Trần. Vinh Đông cười lớn, nước mắt đều muốn chảy ra, cảnh tượng này xem xong cũng quá thích thú, quá vui vẻ, nhìn xem, cho dù như vậy. Sở Trần cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên, không dám khiêu khích Mai Lâm trưởng lão. Mọi người trong Tinh Anh quyền quán không khỏi ngầm nắm chặt tay, vô cùng tức giận. Hai bên vẫn đang chiến đấu, nhưng Mai Lâm trưởng lão lại đi trả lời điện thoại, không cho Sở Trần chút mặt mũi. Già mà không kính, không biết xấu hổ, Mạc Vô Ưu không nhịn được mắng. Tuy nhiên, không ai để ý rằng Mai Lâm sau khi trả lời điện thoại, nụ cười tự tin trên khuôn mặt đang dần trở nên ngưng kết, sư phụ. Ngài còn nhớ không, hơn 10 năm trước, trên núi Thái Sơn, con đã bị một đứa trẻ 10 tuổi bắt nạt. Về sau trở về bẩm báo sư phụ ngược lại đem con giáo huấn một trận. Sở Trần, chính là đứa trẻ 10 tuổi lúc trước kia. Mai Lâm trường lão cảm thấy đầu óc của mình chấn động lên, thân thể cứng nhắc, không nhúc nhích. Điện thoại không giữ vững, rơi trực tiếp xuống đất. Thái Sơn, một đứa trẻ 10 tuổi, Sở Trần. Cuối cùng thì ông cũng nhớ ra. Hơn nữa. Vào thời điểm đó, ông biết rất rõ thân phận của đứa trẻ này. Mai Lâm trưởng lão bất giác dùng mình. Lúc này, Mai Lâm trưởng lão có cảm giác quá mệt mỏi, rất muốn trở về để đi ngủ. Mai Lâm trưởng lão ẩn mình vẫn không đủ thận trọng, lại để bản thân phạm phải một sai lầm chết người như vậy. Sở Trần, cửu huyền môn, đệ tử của người đó. Ngay cả cho hắn lá gan lớn bằng trời, cũng không dám đắc tội. Trong lĩnh vực cổ võ, địa vị của các đại phái chính thống nhìn chung phổ biến cao hơn so với kỳ môn, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, ví dụ, thiên hạ đệ nhất kỳ môn, cửu huyền môn, đây là sự tồn tại mà không phải một đại phái chính thống bình thường dám đắc tội. Kể cả Thanh Dương phái, lúc này, Mai Lâm trưởng lão cảm giác mình như cưỡi trên lưng hổ, như ngồi trên bàn châm nhìn Sở Trần. Từ sau khi biết thân phận Sở Trần, hắn không còn dám động thủ đối với Sở Trần. Hơn nữa, Sở Trần 10 tuổi còn có thể treo đại đệ tử của mình đánh, sau hơn 10 năm, Sở Trần hiện tại chưa chắc không mạnh bằng hắn. Còn có thân phận của người đó ở cửu huyền môn, Sở Trần là đệ tử của hắn, rất có thể sẽ là đương kim thiếu chủ hiện tại của cửu huyền môn. Xong, Mai Lâm trưởng lão liên tiếp hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể. Ông ta hơi bối rối, hoàn cảnh trước mắt khiến ông có chút choáng ngợp, không biết phải làm sao. Những đại diện của các quyền quán xung quanh đều đang chăm chú nhìn Mai Lâm trưởng lão, trong lòng họ thầm xấu hổ. Hôm nay, Sở Trần lấy thân phận Nam Quyền Chi Sư, truyền thụ phiên bản mới của Tinh Anh Thập Tam Quyền, liên tiếp đánh bại hai cao thủ cấp bậc tông sư, được đại đa số mọi người công nhận. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Mai Lâm trưởng lão từ Thanh Dương phái này làm bẽ mặt. Gọi điện thoại xong, điện thoại di động liền buông xuống,
hắn vẫn như vậy nhìn chằm chằm Sở Trần. Rõ ràng sau khi làm nhục Sở Trần, hắn đã tạo ra áp lực tâm lý cho Sở Trần. Mai Lâm trưởng lão này, thật quá đáng ghét. Hạ Bắc nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thiếu Hoàng mỉm cười, cười người chớ vội cười lâu. Đây chỉ là quả báo của Sở Trần vì đã làm nhục Hoàng Ngọc Hằng thôi. Hơn nữa, mới chỉ bắt đầu. Vinh Đông cũng rất chờ mong, vẻ mặt tươi cười, quả nhiên, gừng càng già càng cay a, so sánh với Mai Lâm trưởng lão, Sở Trần vẫn là quá non một chút. Hoàng Ngọc Trân cầm điện thoại lên, nhanh chóng chụp một bức ảnh. Những tấm ảnh kỷ niệm này cần phải chụp nhiều hơn. Hoàng Ngọc Trân nóng lòng muốn chụp lại tấm ảnh Sở Trần bị đánh ngã xuống đất. Tống Nhan Yếu chặt tâm hồn, vô thức nắm lấy tay Mạc Vô Ưu đang bên cạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mai Lâm trưởng lão ra tay làm cho người ta cảm giác nó quá cường đại. Ai có thể chống lại được sức mạnh như vậy? Từng đạo ánh mắt chăm chú nhìn qua, tuy nhiên, một phút, hai phút, ba phút, tất cả mọi người đều sững sờ. Mai Lâm trưởng lão còn không có nhấc điện thoại di động lên, cũng không nhúc nhích, nhìn về phía Sở Trần. Đôi bên đều không ra tay. Hồi lâu, đột nhiên, phía sau Mai Lâm trưởng lão, một giọng nói vang lên trong đội ngũ hoàng gia. Mai Lâm trưởng lão, cố lên. Nghe vậy, sắc mặt Mai Lâm trưởng lão lập tức tối sầm lại. Cố lên cái em gái nhà ngươi. Mai Lâm trưởng lão hít sâu một hơi, đi về phía Sở Trần, đột nhiên chắp tay, Sở Trần, ta nghĩ giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Hiểu lầm, Sở Trần cũng giật mình. Mai Lâm trưởng lão này, vừa nãy vẫn còn khí thế hung hăng, vậy mà đột nhiên thay đổi thái độ 180 độ. Sở Trần có chút khó chịu, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm Mai Lâm trưởng lão. Mai Lâm trưởng lão, không có hiểu lầm, Hoàng Ngọc Hằng đúng là do ta phế. Sở Trần suy nghĩ một chút nói, chúng ta tiếp tục đi. Mai Lâm trưởng lão, hồi lâu, Mai Lâm trưởng lão trầm giọng nói, vừa rồi thực sự là tôi đã lỗ mãng, Ngọc Hằng tổn thương, xét đến cùng, cũng là tự mình gây họa, Sở tiểu huynh đệ chỉ là đánh gãy chân hắn, đã là cơ thanh dương phái mặt mũi rồi. Sở tiểu huynh đệ nếu như còn không hết hận, ta sẽ phế hai chân nó, hướng Sở tiểu huynh đệ chịu nhận lỗi. Mai Lâm trưởng lão vừa nói xong, tất cả mọi người mắt đều trợn tròn. Chuyện gì đã xảy ra? Đầu óc của mọi người trong hoàng gia bỗng trở nên trống rỗng. Thái độ của Mai Lâm trưởng lão tại sao lại thay đổi như thế? Có phải vì cuộc điện thoại vừa rồi mà Mai Lâm trưởng lão đã ảnh hưởng không? Vừa rồi còn khí thế hung hăng, dáng vẻ sao cao tại thượng, nhưng bây giờ, làm sao cảm giác ông ta tình nguyện làm cháu trai cho Sở Trần? Hắn đường đường là trưởng lão Thanh Dương phái, thân phận hiển hách, làm sao lại hướng Sở Trần cúi đầu? Kênh phát sóng trực tiếp, Hạ Kiếm thiếu gia, ta đoán, mẹ nó, ta nghĩ không ra đến cùng là nguyên nhân gì. Thật vậy, không ai có thể đoán được điều gì đã khiến Mai Lâm trưởng lão tắt lửa, ngừng giao tranh. Còn có người suy đoán, có lẽ Mai Lâm trưởng lão cố ý gian dối khiến Sở Trần xem nhẹ, Mai Lâm trưởng lão đã cúi đầu chào Sở Trần, cầm điện thoại trên mặt đất lên, xoay người đi về phía cửa quyền quán. Còn không về với đội ngũ hoàng gia, Mai Lâm trưởng lão vừa đi, trong lòng cũng thấp thỏm. Lần này thực sự quá bất ổn, tuy rằng bây giờ cách xử lý này khiến bản thân bẽ mặt, nhưng vẫn tốt hơn là hoàn toàn đắc tội Cửu Huyền Môn. Cửu Huyền Môn là sự tồn tại không thể đắc tội, còn thân phận của Sở Trần trong Cửu Huyền Môn chắc chắn không thua kém gì thân phận của hắn trong Thanh Dương phái. Chạy là thượng sách, Mai sư phụ, một giọng nói đuổi theo. Hoàng Vũ lo lắng, Mai sư phụ, ngài cứ như vậy rời đi sao? Hôm nay hoàng gia thất tướng đều xuất hiện, vốn là muốn chứng kiến cảnh tượng Sở Trần bị đánh tới tấp, chút cơn thịnh nộ, dù sao những ngày gần đây, đường đường là đệ nhất hào môn, lại bị Sở Trần với rất nhiều thủ đoạn, áp chế đến xít sao. Mai Lâm trưởng lão sắc mặt tối sầm, cút, hắn vốn còn sợ Sở Trần còn muốn đánh tiếp, đem hắn lưu lại, đang lúc tiến thoái lưỡng nan, đám người hoàng gia lại còn đuổi theo tới. Hoàng Vũ chấn động trong lòng, thế nhưng, còn không từ bỏ, đuổi theo, Mai sư phụ, Sở Trần biết rõ thân phận Ngọc Hằng. Vậy mà lại trực tiếp xâm nhập hoàng gia, bắt Ngọc Hằng, còn có, Diệp Yên đang có mang, Sở Trần cũng không chút lưu tình, đối với cô ấy động thủ, hắn biết rất rõ ràng, Ngọc Hằng cùng Diệp Yên đều là đệ tử Thanh Dương phái. Ngậm miệng, cút, Mai Lâm trưởng lão tức giận, toàn thân bất giác run lên. Hoàng Vũ này, hết chuyện để nói, còn nhiều lần nhấn mạnh Hoàng Ngọc Hằng và Diệp Yên là đệ tử của Thanh Dương phái. Hoàng Vũ hoàn toàn choáng váng, trước khi đến đây. Mai Lâm trưởng lão không nói chuyện như thế này. Nhưng bây giờ, Mai sư phụ cút,
Mai Lâm trưởng lão liền nửa chữ đều không muốn nghe Hoàng Vũ nói nữa, Hoàng Ngọc Hằng bị Sở Trần đánh gãy chân, một là bởi vì hắn gieo gió gặt bão, hai, hắn chính là tên phế vật. Mai Lâm trưởng lão nói lớn khi bước đi, để nó bình phục vết thương, nếu chân còn đứng dậy được thì quay về Thanh Dương phái, nếu không, đừng bao giờ gặp lại ta nữa. Mai Lâm trưởng lão xua tay, sải bước đi mà không quay đầu lại. Hoàng Vũ đứng ngây ra, đứng lên, ngay cả trưởng lão của Dược Cốc cũng không dám trị cho Ngọc Hằng. Sở Trờ cũng đã nói rõ, Hoàng Ngọc Hằng, cả đời này cũng không thể đứng lên. Vậy thì, cả đời này không thể quay lại Thanh Dương phái được nữa. Hoàng Vũ thân thể khẽ run lên, hắn không biết làm sao nói cho Ngọc Hằng tin tức này. Giờ phút này, chắc hẳn Ngọc Hằng đang nằm trên giường, mơ thấy sư tôn mình đến chút giận cho mình. Cái này chính là, vẫn là mộng dài. Mai Lâm trưởng lão rời tinh anh quyền quán mà không quay đầu lại. Hoàng Vũ tựa như hóa đá, đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn bóng dáng Mai Lâm trưởng lão biến mất. Câu nói của Mai Lâm trưởng lão cút cứ vang vọng trong đầu hắn. Nếu một ngày Hoàng Ngọc Hằng không chữa khỏi chân, hắn không thể trở lại Thanh Dương phái, điều này mang ý nghĩa Thanh Dương phái không còn chỗ cho Hoàng Ngọc Hằng. Hoàng Vũ càng nghĩ tới đây, sắc mặt càng tái nhợt đi. Mất đi sự hậu thuẫn của Thanh Dương phái, cuộc chiến giữa Hoàng gia và Tống gia không còn chỗ để phản kích. Sau một vài giây im lặng, toàn bộ tinh anh quyền quán đã nổ ra một tràng pháo tay như sấm. Nhất là những đệ tử của tinh anh quyền quán, Lễ Tống Thu đứng đầu, vô cùng phấn khích, nhìn Sở Trần với ánh mắt rực lửa. Sở Trần, Nam Quyền Chi Sư, không chỉ cải tiến tinh anh thập tam quyền, mà còn đánh bại liên tiếp hai đại tông sư, hiện tại còn khiến trưởng lão của đại phải cổ võ không đánh mà lui. Anh rể quá tuyệt vời. Đôi mắt Tống Thu tràn đầy vẻ tự hào. Sở Trần thật lợi hại. Mạc Vô Ưu cũng không khỏi tán thưởng nói. Mai Lâm trưởng lão này, tại sao không đánh mà lui? Tống Nhan nói, cái này có vẻ hơi dị thường, Mạc Vô Ưu cười khúc khích một tiếng. Cô liếc nhìn Tống Nhan. Tống Nhan không xuất thân từ người trong cổ võ, vì vậy cô ấy hẳn không biết thân phận đằng sau Sở Trần đại biểu cho cái gì. Sau khi biết thân phận của hắn, vẫn có thể đắc tội, trong giới không có mấy người. Mạc Vô Ưu biết rằng thái độ của Mai Lâm trưởng lão đã thay đổi, hẳn là vì cuộc điện thoại vừa rồi. Mai Lâm trưởng lão đã biết thân phận của Sở Trần. Cuối cùng Mai Lâm trưởng lão đã lựa chọn chủ động yếu thế rời đi, điều này không phải là bất thường, nó chỉ đơn giản là bình thường thôi. Tỷ tỷ, chị cứ yên tâm. Mạc Vô Ưu nói, em dám khẳng định, không ai ở Thiền Thành có thể khi dễ Sở Trần. Mai Lâm, ánh mắt Tống Nhan nhìn người Sở Trần. Một người như vậy, 5 năm lại bị chính xe của mình đâm phải rồi trở lên ngu ngốc. Liệu đây có phải là duyên phận giữa hai người? Sau khi suy nghĩ như vậy đột nhiên xuất hiện trong đầu Tống Nhan, khuôn mặt cô đột nhiên đỏ bừng, vội vàng lắc đầu. Mình làm sao tự nhiên lại đoán mò? Cô và Sở Trần chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Bài giảng của Sở Trần kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong tinh anh quyền quán. Vẻ mặt của Hồng Nhật Cương rất phấn khích, Sở sư phụ, cảm ơn ngài. Hồng quán chủ, khách khí. Sở Trần cười, nói đến, tôi cũng phải cảm ơn tinh anh quyền quán đã nuôi dưỡng Tiểu Thu trong những năm qua. Hồng Nhật Cương liếc nhìn Tống Thu luôn là niềm tự hào của tinh anh quyền quán. Sở sư phụ, Hồng Nhật Cương suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, tôi muốn mời Sở sư phụ làm quán chủ danh dự của tinh anh quyền quán. Nghe vậy, Sở Trần sửng sốt, Hồng Nhật Cương lo lắng Sở Trần hiểu lầm, vội vàng giải thích. Chức danh quán chủ danh dự này chỉ là một chức xuông, Sở sư phụ bình thường không cần quan tâm tới sự tình của tinh anh quyền quán, Sở sư phụ đã tạo ra phiên bản mới của tinh anh thập tam quyền, đối với tinh anh quyền quán, nó có ý nghĩa rất lớn. Sở chờ suy nghĩ một chút, nhưng không có từ chối. Nhiều đệ tử của tinh anh quyền quán ngay lập tức vỡ òa trong tiếng hò reo. Bởi như vậy, khoảng cách giữa Sở Trần và tinh anh quyền quán lại được rút ngắn lại. Tống Thu tự nhiên cũng cực kỳ kích động. Hắn từ nhỏ học công phu quyền cước, coi tinh anh quyền quán như ngôi nhà thứ hai của mình, theo suy nghĩ của Tống Thu, đây cũng là sự công nhận của anh rể dành cho mình. Đại diện quyền quán các nhà lần lượt rời khỏi địa điểm. Không ít ánh mắt rơi vào Sở Trần. Không hề nghi ngờ, hôm nay, vị con rể Tống gia đã một trận chiến phong thần. Sở Trần, Sở Tông Sư, Tôn Tiểu Nguyệt đã tắt sóng trực tiếp, hai mắt phát sáng, trực tiếp bước tới, Sở Sư Phụ, anh còn thu đệ tử không? Mọi người giật mình nhìn Tôn Tiểu Nguyệt, Tống Nhan đứng bên cạnh Sở Trần, nhỏ giọng nói, đây là con gái của Tôn Siêu Lỗi, Tôn Tiểu Nguyệt. Tôn Tiểu Nguyệt nhìn Sở Trần đầy mong đợi, tôi chưa từng thu nhận đệ tử.
Sở Trần lắc đầu, Tôn Tiểu Nguyệt chỉ vào Tống Thu, anh ta không phải là thủ tịch đại đệ tử sao? Sở Trần mỉm cười, cùng là người trong nhà, chỉ điểm mấy chiêu thôi. Tôn Tiểu Nguyệt còn không có nghĩ từ bỏ, Sở Trần nhanh chóng nói tiếp, Tôn Tiểu Thư nếu như có hứng thú, có thể tới Tinh Anh Quyền quán báo danh học quyền. Mọi người nhìn Sở Trần bằng ánh mắt kỳ quái. Tôn gia là một trong ngũ đại gia tộc Thiền Thành. Về quyền quán của nhà họ, thực lực tổng hợp đều mạnh hơn Tinh Anh Quyền quán. Vậy mà trước mặt mọi người, Sở Trần đã mời tiểu công chúa của Tông gia tới học quyền tại Tinh Anh Quyền quán. Góc tường này bị đào một cách trắng trợn. Tống Thu sửng sốt, ánh mắt của tất cả mọi người trong Tinh Anh Quyền quán cũng tràn đầy mong đợi. Dù sao, vị này là Tôn gia, đồng thời, xét từ góc độ ngoại hình, Tôn Tiểu Nguyệt đã hoàn tránh được di truyền của Tôn gia, đây là một cô gái xinh đẹp không chê vào đâu được. Đương nhiên, mọi người đều biết Tôn Tiểu Nguyệt đến Tinh Anh Quyền quán là điều không thể, ngoại trừ phiên bản mới của Tinh Anh Thập Tam Quyền mà Sở Trần vừa sáng tạo ra, không có thứ gì ở Tinh Anh Quyền quán có thể so sánh với quyền quán của Tôn gia, chưa kể, Sở Trần đến Tinh Anh Quyền quán chỉ để dạy một tiết học. Điều mà Tôn Tiểu Nguyệt thực sự quan tâm là Sở Trần. Tôn Tiểu Nguyệt cân nhắc một lúc, sau đó nhìn về phía Sở Trần, được rồi, tôi sẽ đăng ký ngay. Sở Trần không khỏi sững sờ. Hồng Nhật Cương đau đầu, tiểu công chúa của Tôn gia chạy đến Tinh Anh Quyền quán học quyền, lúc này, những người trong quyền quán Tôn gia ẩn không thể bóp cổ tất cả người trong Tinh Anh Quyền quán. Cứ như vậy đi, sáng mai tôi sẽ đến lớp đúng giờ. Tôn Tiểu Nguyệt rất kiên quyết, xoay người rời đi. Điện thoại di động Vô Ưu vang lên. Chị, Sở Trần, tôi về trước đây. Sau khi Mạc Vô Ưu nghe điện thoại, lập tức nói, ông nội nói, có khách tới thăm. Sở Trần gật đầu, Tiểu Thu, cậu lái xe đưa Vô Ưu qua đó. Sau khi mọi người rời đi, Sở Trần cùng với Tống Nhan cũng bước ra khỏi Tinh Anh Quyền quán. Có rất nhiều người tụ tập bên ngoài Tinh Anh Quyền quán, khi nhìn thấy Sở Trần bước ra, họ không khỏi hét lên. Sở Sư Phụ, xin chào, Sở Sư Phụ, trận chiến hôm nay, đã đặt vững địa vị, Nam Quyền Chi Sư của Sở Trần. Nhìn thấy đám người đang xông tới, Sở Trần vội vàng nắm tay Tống Nhan chạy thật nhanh. Không lâu sau, hai người đi bộ đến một con phố thương mại nhỏ, sắc trời cũng dần dần tối. Đói bụng không, Sở Trần mỉm cười, ngẩng đầu nhìn xung quanh, bà xã, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Sở Trần kéo Tống Nhan đến một quán ven đường. Tống Nhan sầm xét, con người lộ ra vẻ vui mừng, tôi thích ăn nhất là bánh rán quả. Vài phút sau, Tống Nhan trong tay cầm chiếc bánh và ăn một cách vui vẻ. Ăn ngon không? Ngon, Sở Trần nhìn Tống Nhan không khỏi cười một tiếng. Tam tiểu thư Tống gia, dáng vẻ ăn bánh rán quả bên đường, cũng quá đẹp mắt đi. Bà xã à, anh mời em ăn bánh rán quả, có qua có lại, em mời anh ăn, vương phẩm, thế nào? Sở Trần đề nghị, Tống Nhan. Tại một nhà hàng Tây đầy trang nhã, đây là lần đầu tiên Sở Trần cùng Tống Nhan sống trong thế giới chỉ có hai người ở một nơi như vậy. Tại phòng ăn tầng 1, giữa sảnh của nhà hàng có một cây đàn piano, lúc này một người phụ nữ đang đánh đàn, tiếng đàn văng vẳng bên tai, được thưởng thức bữa tối trong một khung cảnh như vậy, cũng là một loại hưởng thụ. Bà xã à, sao em cứ nhìn anh hoài vậy? Nhã, đây là lần đầu tiên Sở Trần cùng Tống Nhan sống trong thế giới chỉ có hai người ở một nơi như vậy. Tại phòng ăn tầng 1, giữa sảnh của nhà hàng có một cây đàn piano, lúc này một người phụ nữ đang đánh đàn, tiếng đàn văng vẳng bên tai, được thưởng thức bữa tối trong một khung cảnh như vậy, cũng là một loại hưởng thụ. Bà xã à, sao em cứ nhìn anh hoài vậy? Sở Trần sau khi ăn xong một miếng bít tết, ngẩng đầu lên. Tống Nhan ánh mắt lóe lên, liền trừng mắt nhìn Sở Trần, hừ lạnh, chúng ta chỉ có hai người ăn với nhau thôi, tôi không nhìn anh, tôi nhìn không khí sao? Tống Nhan nhìn Sở Trần, trong lòng không khỏi cảm thán. Trong những ngày qua, những phát sinh biến hóa trên người Sở Trần so với trước kia có thể nói là chấn động địa cầu. Bắt đầu từ việc hạ nhục Tống Khánh Bằng, dẫm lên Vinh Đông, đánh Diệp Thiếu tại lễ hội Đoạt Thanh, hót một tiếng hót kinh người. Nhắc lên cuộc chiến hai nhà Tống Hoàng, liên hợp Tôn gia và các thế lực khác, anh ta còn mời Ninh gia ra tay trấn áp Hoàng gia. Chuyến đi giảng dạy hôm nay đã khẳng định thêm vị thế của anh ta, Nam Quyền Chi Sư. Toàn bộ thành phố Thiền Thành, các nhà hòa môn, dường như đều bị một mình anh ta chơi xoay vòng. Có phải đang cảm thấy ông xã mình thật tuyệt vời? Sở Trần đột nhiên nói. Tống Nhan định thần lại, biết Sở Trần đã nhìn thấu tâm tư của mình, khuôn mặt xinh đẹp cô liền ửng hồng, bản thân anh thấy mình đã tốt chưa? Đáng tiếc, dù có chinh phục toàn thế giới, nhưng không có chinh phục được bà xã của ta.
Sở Trần cảm thán một tiếng Tống Nhan, không muốn nói chuyện vô nghĩa với Sở Trần về chủ đề này nữa. Tống Nhan nói, anh cũng đừng quên, anh vẫn còn một cuộc cá cược với Tiền lão gia tử. Sở Trần mỉm cười, dược phẩm Bắc Trần có bà xã còn ở đây, anh cực kỳ yên tâm. Tống Nhan vốn chuẩn bị rất nhiều ngôn ngữ, muốn cùng Sở Trần phân tích tình hình chung về việc chuẩn bị của dược phẩm Bắc Trần, những khó khăn gặp phải, v.v. Nhưng chỉ với một câu nói, Sở Trần đã đem việc này kết thúc rồi. Tôi đi vệ sinh một chút, Tống Nhan đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Sau khi Tống Nhan đi được một lúc, trong góc phòng ăn, một bóng người cũng đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, cúi đầu, đáy mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Người đàn ông bước vào phòng vệ sinh nam, cùng với phòng vệ sinh nữ ngăn cách nhau chỉ bằng một bức tường. Các con, hãy thưởng thức một chút mỹ vị tươi ngon đi. Từ trong tay áo của hắn, từng con bò cạp đen chui ra, rơi xuống đất, leo dọc theo bức tường đi về phía phòng vệ sinh nữ bên cạnh. Tiếng nước chảy róc rách, Tống Nhan đang rửa tay. Liếc nhìn gương, từ khóe mắt Tống Nhan thoáng nhìn xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Vô ý thức hét lên một tiếng thét chói tai. Gần 10 con bọ cạp từ đâu xuất hiện, đang tiến đến chân Tống Nhan. Lúc Tống Nhan vào phòng vệ sinh, cô còn không mang theo điện thoại di động. Tống Nhan vội vàng lấy ra túi thơm luôn mang theo bên người, vừa muốn định đập vào mấy con bọ cạp độc kia. Nhưng ngay khi Tống Nhan rút túi thơm ra, ngay lập tức, từng con bọ cạp độc liền lùi lại một cách điên cuồng, như thể gặp phải thiên địch. Tống Nhan nắm chặt túi thơm, ngây người ra. Trong thời gian này, Sở Trần hàng ngày ở nhà may vá để làm thành những chiếc túi thơm. Tống Nhan từng cho rằng trước khi bị đụng ngốc, Sở Trần dạ dày không tốt, sống kiếp tiểu bạch kiểm ăn bám. Khi Sở Trần đưa túi thơm cho cô, anh ta cũng nói rằng với túi thơm này, không một con quỷ mị võng lượng nào có thể đến gần cô. Tống Nhan không quá coi trọng nó, nhưng cô luôn mang theo túi thơm bên mình. Thật bất ngờ, nó thực sự đã phát huy tác dụng vào ngày hôm nay. Từng con bọ cạp độc rút lui một cách tuyệt vọng, có tiếng bước chân dồn dập. Sở Trần vội vàng chạy tới, đúng lúc gặp đám con bọ cạp độc đang liều mạng rút lui. Sở Trần cẩn thận, Tống Nhan kêu lên, tuy nhiên, giây tiếp theo, Tống Nhan lại ngây người. Không biết Sở Trần đã dùng phương pháp gì lại có thể nhanh chóng thu thập những con bọ cạp độc này, sau đó một chân dẫm chết. Bà xã, anh không làm em sợ chứ? Sở Trần vẻ mặt lo lắng nắm tay Tống Nhan. Lúc này Tống Nhan cũng đã hoàn hồn, vô thức siết chặt túi thơm trong tay, tôi không sao. Sở Trần ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh. Một thủ đoạn khác của Hắc Phu Nhất Phái. Sau khi thoát ra khỏi trấn hồn phù, Sở Trần tổng cộng gặp phải hai nhánh của Hắc Phu Nhất Phái. Một trong số đó, Hắc Hồn Sơn, sư môn của Hoàng Ngọc Hải. Tuy nhiên, Sở Trần kết luận. Sau những lời nói của Khuê Lâm Đạo Tôn vào đêm hôm đó, Hắc Hồn Sơn không có khả năng lại đối phó anh ta. Hơn nữa, ngay cả khi Hắc Hồn Sơn tới để báo thù, hắn cũng sẽ trực tiếp tìm mình, không phải đối phó với Tống Nhan. Sau đó, chỉ còn một khả năng cuối cùng, Tống gia, đám người bị đuổi khỏi nhà kia, hẳn là không cam lòng an phận. Tống Khánh Hạc là một đệ tử của Hắc Phu Nhất Phái. Lúc này có vài người đến, trong đó có một người là quản lý của nhà hàng. Tiếng hét của Tống Nhan vừa rồi có rất nhiều người nghe thấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nhiều người nhìn thấy Sở Trần xuất hiện trong phòng vệ sinh nữ, lập tức nghĩ tới cái gì, bọn họ dùng ánh mắt xấu nhìn chằm chằm Sở Trần. Cô ấy là vợ tôi. Sở Trần nắm lấy tay Tống Nhan, chỉ vào đống xác bọ cạp trên mặt đất, lạnh lùng nói, tại sao lại có thứ ấy trong nhà hàng của các anh? Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích, nếu không có tôi kịp thời đến, vợ tôi đã bị mấy con bọ cạp này cắn rồi. Nghe vậy, vẻ mặt của quản lý nhà hàng đột nhiên thay đổi, cúi đầu nhìn đống bọ cạp trên mặt đất, nhà hàng của chúng tôi chưa từng thấy thứ gì như thế này. Sở Trần khi sau khi nói, ánh mắt quét qua tất cả mọi người có mặt. Hắn muốn tìm ra một số manh mối để tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Quản lý nhà hàng đã xin lỗi hai người họ. Sở Trần không quan tâm đến chuyện này, hắn biết những con bọ cạp độc này đến từ tay của Hắc Phu Nhất Phái, sau khi quan sát biểu hiện của quản lý. Sở Trần cũng không quan tâm nữa, liền rời khỏi nhà hàng. Sở Trần, đừng nói chuyện. Sở Trần nắm tay Tống Nhan, hứng hờ đi vài bước, đột nhiên Sở Trần kéo Tống Nhan đi vào một cửa hàng. Tống Nhan vừa muốn kêu lên, nhưng Sở Trần đã che miệng cô lại. Tống Nhan trợn to mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.